lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc ca Hoa Kỳ. Một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân, các anh hùng dân tộc, vị quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Và sau hết, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ chào quốc kỳ đã mãn, kính mời toàn thể quý niên trưởng đặt cùng toàn thể anh chị em an tọa. Bây giờ là vào chương trình, chúng tôi giới thiệu tất cả quý vị quan khách tham dự ngày hôm nay. Nhưng mà xin lỗi quý vị, cho chúng tôi chừng vài ba phút, bởi vì bây giờ bà con mình từ các cái event khác, từ các cái tổ chức khác đang đến rất là đông, như quý vị có thể thấy ngay dưới kia, cho nên là xin lỗi là chúng ta lại phải bố túc thì nó rất là mất công, cho nên chúng tôi xin mời quý vị, xin lỗi quý vị cho chúng tôi, dành cho chúng tôi được vài phút nữa. Và trong khi chờ đợi cái danh sách của tất cả quý bà con tham dự ngày hôm nay, thì chúng tôi xin mời ông chủ tịch có đôi lời phát biểu buổi tổ chức ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất lấy làm vui mừng thấy sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý đồng hương ở trong cái phòng họp này, chứng tỏ rằng cái ưu tư của quý vị đối với cộng đồng rất là lớn. Do đó, chúng tôi một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị đã hiện diện nơi đây. Trước nhất là chúng tôi xin cảm ơn Linh Mục Nguyễn Đình Đệ. Ngài đã rất bỏ thời gian để cùng đến đây sinh hoạt với chúng ta. Cảm ơn phái đoàn anh Nguyễn Hữu Hiến từ Sacramento xuống Stockton xuống để sinh hoạt trong cái cộng đồng này, và rất nhiều quý vị quan khách mà chúng tôi thấy rằng đều hiện diện ở trong này. Và cảm ơn các cơ quan truyền thông đã hiện diện đầy đủ ngày hôm nay, có anh Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Nam của báo Kelly Today và truyền hình Kelly Today, có Việt Today, có Việt Vũ Vinh, có anh Nghe Lỡ, và rất nhiều tất cả các cái cơ quan truyền thông, chứng tỏ rằng quý vị đã quan tâm rất nhiều đến cái sinh hoạt cộng đồng. Kính thưa quý vị, ban đại diện của chúng tôi tiếp nối 2 năm còn lại của cộng đồng của anh Dương Thành Minh. Trong 2 năm sinh hoạt vừa rồi,
chúng tôi cũng không để mất thì giờ của quý vị là phải liệt kê tất cả những thành tích đã sinh hoạt. Thì sinh hoạt làm sao thì quý vị cũng đã biết rồi. Và chúng tôi cũng đã đến cái thời gian hết hạn. Và cái thời gian này đã hết hạn, đã tính đến nay là đã 11 tháng rồi. Chúng tôi không muốn mang cái danh gọi là lưu nhiệm ngồi ỉ ở đó. Thành thử ra chúng tôi phải tổ chức cuộc bầu cử. Có nhiều quý vị cho rằng chúng tôi tổ chức cuộc bầu phiếu này giống như là chạy tang. Kính thưa quý vị, không có. 11 tháng rồi chúng ta đã hai lần họp khoáng đại của tất cả các nhân sĩ. Chúng ta không thực hiện được cái cuộc bầu cử. Cho đến nay thì quý vị nói rằng chạy tang thì cái đó là nó xài cái danh từ nó quá đáng. Chúng tôi xung phản đối phát biểu đó. Tôi rất vui mừng hôm nay quý vị hiện diện ở nơi đây và chúng ta đã có một liên danh ra cùng tranh cử. Như vậy tức là đến giờ phút này chúng ta đã có hai liên danh, thì không có lý do gì chúng ta nói rằng chúng ta không bây giờ, có phải không quý vị? Thì cái vấn đề mà dư luận của chúng cũng như là bên ngoài nói rằng phải chậm lại để có thời gian chuẩn bị, thì cái đó là chúng tôi mong đợi cái ý kiến của cộng đồng. Vâng, chúng tôi rất mong quý vị góp ý kiến, nhưng chúng tôi xin có một cái yêu cầu là để cho chương trình của chúng tôi xúc tiến theo đúng kế hoạch, và khi nào cần phát để quý vị phát biểu thì xin quý vị phát biểu, chúng ta đừng có cắt ngang cái chương trình của chúng tôi. Thì trước nhất là chúng tôi để cho cái buổi họp của chúng ta nó có một cái sự tôn ti trật tự, chúng ta có một cái sự kính nhường lẫn nhau, thì Linh Mục Nguyễn Đình Đệ xin ngài ngồi trên cái bàn chủ tọa này. Xin mời anh Nguyễn Hữu Hiến, chủ tịch cộng đồng của Stockton, xin mời anh cũng lên ngồi bàn chủ tọa để chúng ta cùng nhau tiến hành cái công cuộc họp ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, xin cảm ơn ông chủ tịch. Và chúng con xin kính mời cha, xin mời ông Nguyễn Hữu Hiến và xin kính mời luật sư Đỗ Doan Quế. Xin mời lên trên bàn chủ tọa này dùm cho chúng tôi trong cái buổi họp ngày hôm nay. Trước khi đi vào buổi họp thì chúng tôi xin được đọc cái điều lệ của buổi họp. Thưa quý vị, để tổ chức một buổi họp cho nó được trang trọng, trang nghiêm, trong cái không khí mà tất cả đồng bào ở Bắc Cali của chúng ta đã quan tâm, xem là ban đại diện cộng đồng tổ chức như thế nào mà có những điều ông tiếng ve nói rằng là tổ chức gấp rút như là chạy tang hay là đủ thứ này kia kia nọ. Thì rất là cảm ơn quý vị đã hiện diện ngày hôm nay. Rất tiếc là số ghế ở trong phòng không còn chiếc nào để chúng ta phải đứng, để cho bà con chúng ta phải đứng như thế này. Thì chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn quý vị và xin lỗi quý vị đã bớt chút thì giờ đến với chúng tôi, nhưng rất tiếc là ghế của thư viện không còn,
mà có cô Lê Thanh cũng vào cùng với chúng tôi. Cô Lê Thanh là người mà từng sử viện sử dụng cái phòng này, cho nên là cũng biết rất là rành và đã vào với chúng tôi để xem và không còn chiếc ghế nào. Thành ra chúng tôi xin lỗi quý vị là không cung ứng đủ số ghế. Và điều lệ mà chúng tôi xin được đọc để tất cả chúng ta cùng nghe cho rõ ràng khi chúng ta làm việc, họp hành với nhau, để tránh tất cả những cái điều đáng tiếc mà không cần thiết để xảy ra ở đây. Thì điều lệ rất là ngắn gọn, gồm có 4 điều thôi thưa quý vị. Điều lệ trong buổi họp: để cuộc họp được trật tự tốt đẹp, xin tất cả quý vị tham dự tuân theo các điều sau đây. Thứ nhất, giữ yên lặng, trật tự để lắng nghe ý kiến của người khác. Thứ hai, ngoài những người tổ chức để trả lời những câu hỏi nếu có, mỗi ý kiến của quý vị sẽ được phát biểu trong vòng 2 phút để đặt câu hỏi. Nếu còn thời gian thì người đã phát biểu rồi có thể được lên phát biểu lần thứ hai hoặc thứ ba, là do thời gian của chúng ta nếu có. Thứ ba, các ý kiến đi ngoài trọng tâm hoặc là chỉ trích cá nhân thì sẽ bị ban tổ chức cũng như là ban điều hợp cảnh báo và cắt. Sau khi đã bị cảnh báo mà vẫn còn tiếp tục thì lúc đó sẽ ban an ninh sẽ mời vị đó ra khỏi phòng họp. Nếu to tiếng cãi vã những điều trên thì sẽ bị an ninh mời ra. Thì đó là những cái điều mà cái nội quy của chúng ta trong buổi họp, thì xin tất cả quý vị chúng ta cùng tuân theo để chúng ta có một sự đối xử với nhau trong cái tình thân của những người trong cộng đồng người Việt quốc gia. Và đây là chúng tôi khẳng định là cộng đồng người Việt quốc gia chống cộng. Vì thế cho nên tất cả những ý kiến của bất cứ người nào không phù hợp với đường lối của cộng đồng người Việt quốc gia, và cũng như của những người mà đòi cờ đỏ phải được treo tự do trong thành phố này, như là anh một người đã đưa lên đài Kali Today để phản đối cái việc mà chúng tôi từ chối, không chấp nhận đơn của những người đó để tranh cử trong cái cộng đồng này. Thì cái điều đó xin lỗi tất cả những ai mà không thuộc trong cái ý hướng cùng với cộng đồng chúng tôi, thì đó là điều chúng tôi không thể mời vô, cũng như là không thể cho phép để mà tranh cử cũng như là tham dự những cái cuộc họp trong phòng họp này của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình thì sau đây chúng tôi xin giới thiệu ông trưởng ban bầu cử. Xin mời ông trưởng ban bầu cử Lê Văn Phúc. Ông trưởng ban bầu cử sẽ giới thiệu 2 liên danh tranh cử đối với toàn thể quý vị. Dạ, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị quan khách, thay mặt cho ban bầu cử, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu, cho tới ngày hôm nay chúng tôi có 2 liên danh ra tranh cử. Liên danh 1 là người thủ ủy là ông Vũ Văn Trưởng. Liên danh 2, người thủ ủy là anh Sam Hồ. Sau đây chúng tôi sẽ lần lượt xin các liên danh lên trước máy trình bày với đồng hương về đường lối cũng như phương hướng đấu tranh của liên danh mình. Xin mời 2 liên danh đó trình diện trước đồng hương, trước chủ tọa đoàn hôm nay. Mời anh trưởng, mời anh Sam Hồ. Có liên danh nữa. Xin mời quý vị trao thành viên trong liên danh ạ. Dạ thưa anh, để cho chúng tôi. Dạ thưa anh, để từ từ. Xin anh theo chương trình của ban tổ chức. Xin cảm ơn anh. Có. Anh cứ đi theo chương trình đã. Tại sao anh vội vậy? Chúng tôi.
hiến pháp là thế nào. Bây giờ chúng tôi yêu cầu anh để mà ngồi xuống, chúng ta không có bàn cãi nhiều để tránh mất thì giờ. Vâng, xin quý vị, chúng ta cứ tiếp tục. Vâng, và bây giờ bên liên danh, bên chúng tôi là những người trong ban tổ chức, chúng tôi xin mời anh ngồi xuống. Xin mời anh ngồi xuống, giữ trật tự trong cái buổi họp hôm nay. Ok, bây giờ bên liên danh của anh Sam Hồ là có những vị hiện diện ở đây ngày hôm nay. Vâng, thì xin anh Sam Hồ giới thiệu. Kính thưa quý đồng hương, buổi chiều hôm nay Sam cùng với lại các bạn trong liên danh lấy tên là liên danh đoàn kết và xây dựng có mặt ở đây hôm nay là chị Lê Thái Hằng và chị Đặng Sương, có anh Lê Cường nữa nhưng mà không có tiện đến buổi chiều hôm nay, và Sam Hồ. Thì trong liên danh có 4 người kính đến cùng với lại quý đồng hương để tâm tình với đồng hương trong cuộc bầu cử này, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp để trao đổi những ý kiến xây dựng với nhau để làm thế nào chúng ta có thể đem cái cộng đồng lại trong tinh thần đoàn kết, rồi từ đó chúng ta bước đi những ngày sắp đến nó tốt đẹp hơn, nó đồng cùng một chí hướng để mà mình tạo một cái thế đứng tốt đẹp hơn cho từng cá nhân cũng như từng hội đoàn, cho toàn thể cộng đồng người Việt chúng ta, đặc biệt ở tại San Jose này. Thì Sam xin phép được mở đầu bằng một vài lời cảm ơn. Sam cảm ơn ông Chủ tịch Phạm Hữu Sơn, ông Phó Chủ tịch Vũ Huynh Trưởng và các vị chủ tịch của các hội đoàn mà chúng ta đã họp với nhau cả suốt nhiều năm nay. Và biết bao nhiêu người của chúng ta ở đây, Sam biết hầu hết mọi người ở đây. Sam muốn lấy lời đầy cảm ơn các vị và dĩ nhiên trưởng ban bầu cử ông Phúc. Bây hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2018, đánh dấu 43 năm gia đình của Sam rời Đà Lạt đến Nha Trang, qua Sài Gòn lúc mà nó thả bom ở Sài Gòn, rồi ra Cần Thơ, ra Rạch Giá, ra Phú Quốc. Tới ngày 29 Tây tháng 4 đến Phú Quốc, ngày 30 Tây thì Sài Gòn rớt vào tay Cộng sản. Và từ đó gia đình đã được vượt một chiếc tàu rất nhỏ, và 7 giờ tối ra chiếc tàu lớn đợi ở ngoài, đi cùng với thời gian của chiếc tàu Thương Tín, nếu quý vị nhớ. Thì chúng tôi lên chuyến tàu đó, và ngày hôm nay đánh dấu 43 năm chúng ta ở đây tại đất nước tự do này. Sam có dịp tranh đấu với lại nhiều quý vị ở trong này trong thời gian gần 20 năm qua ở tại San Jose. Và Sam biết được cái nguyện vọng của cộng đồng chúng ta, làm thế nào chúng ta không thể nắm mất danh dự trong những cái cách họ đối xử khi mà Trần Bích Câu bị bắn chết. Trong cái vụ mà họ bắn Daniel Phạm, hoặc là trong cái vụ gây cấn của Little Sài Gòn, biết bao nhiêu cái thử thách mà cộng đồng San Jose của mình đã trải qua. 2 giờ sáng ở tại City Hall cho cái vụ Little Sài Gòn, Sam nhớ có một cụ ngồi trong ghế xa lăng. 1-2 giờ sáng họ bầu không được cái tên Little Sài Gòn như nguyện vọng của mọi người. Thì Sam đứng ra khỏi City Hall, Sam nhìn trong cái cảnh im lặng của ban đêm, thành phố đang ngủ yên, nhưng mà cả hàng ngàn người Việt Nam của chúng ta cùng với các cụ già và cái người ngồi trên xe lăn đó đang rất là đau lòng, bởi vì họ đã bầu ngược lại với nguyện vọng của cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi không bao giờ muốn những ngày đó xảy ra nữa, và chúng ta cần phải làm việc với nhau. Sam tin chắc rằng với tinh thần đó, mình cảm ơn các vị ở trong các quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để đến ngày hôm nay. Chúng ta mọi một người đều mất biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu. Ngày hôm nay 43 năm mình quá may mắn ở tại Mỹ, mình có rất nhiều cơ hội để làm việc với nhau. Sam muốn làm việc chung với các vị từ xưa đến nay, nhìn như vị luật sư
Đội Dọn Quế là những người rất yêu cộng đồng, rất rộng rãi với cộng đồng trong nhiều lĩnh vực, thấy đại diện cho biết bao nhiêu người trong đây. Tôi nhớ thiếu tá Phan Văn Nghiệp, trong những kỳ mà mình ra đấu tranh những chuyện cộng đồng, biết bao nhiêu người trong chúng ta đây. Thành ra đây là cơ hội, hy vọng rằng chúng ta bắt đầu mở một đoạn đường mới để chúng ta làm việc với nhau, bất đồng ý kiến nhưng cùng một máu mủ của một người Việt Nam mất nước ra đi và đang đánh đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, và chúng ta bắt đầu nó ở tại đây. Thành ra đó là một cảm ơn quý vị. Thành ra chúng ta sẽ bất đồng ý kiến với nhau, nhưng mà chúng ta không bao giờ quên rằng chúng ta đến đây với nhau với vấn đề đó, tự do, dân chủ và dân quyền. Chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau, không cách này thì cách khác. Thành ra đến giờ này, xem chỉ có một vài lời biết cảm ơn với lại các vị và các ban tổ chức và cộng đồng của chúng ta, để chúng ta có dịp để cùng một cái tiếng nói với nhau bữa hôm nay. Và hy vọng rằng là khi mà đến tới lúc mà chúng ta trình bày cái chỗ đứng của chúng ta, cái lập trường của chúng ta, cái đường hướng của chúng ta, thì hy vọng rằng tôi được cơ hội, thay vì góp ý kiến nhiều quá, tôi xin phép dùng cái thời giờ đó để mà tiếp những cái ý kiến của cộng đồng của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn và có nhiều danh dự và vinh danh hơn ở tại cái thành phố San Jose này. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn anh Sam Hồ. Chúng ta vừa mới tiếp đón Đề đốc Trần Văn Trơn. Chúng tôi xin toàn thể quý vị xin cho một tràng pháo tay. Và xin mời nghị viên Diệp Thế Lân. Xin mời nghị viên lên trên này. Dạ, chúng ta cũng chào mừng nghị viên Diệp Thế Lân ngày hôm nay đã quan tâm đến cái sự sinh hoạt của cộng đồng. Vâng, thì tiếp nối là... tiếp theo chương trình là phần trình bày của liên danh mục, là liên danh của người thủ ủy là ông Vũ Minh Trưởng. Xin cảm ơn ông trưởng ban bầu cử, xin cảm ơn ông chủ tịch và xin cảm ơn tất cả sự hiện diện đông đảo của quý vị ngày hôm nay. Tôi là Vũ Minh Trưởng, hiện đang giữ chức vụ phó chủ tịch nội vụ của ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali. Và tôi xin đứng ra để làm thủ ủy liên danh gồm có cá nhân tôi là Vũ Huynh Trưởng, người thứ hai là ông Nguyễn Công Khanh là phó chủ tịch đương kim phó chủ tịch ngoại vụ của ban đại diện cộng đồng, người thứ ba là ông chủ tịch Phạm Hữu Sơn, người thứ tư là ông Nguyễn Thanh Lương, cựu trung úy thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa và cũng là một thương binh thủy quân lục chiến. Người thứ năm là tiến sĩ Phạm Quốc Hưng. Liên danh của chúng tôi là liên danh nhà Việt Nam. Nhà Việt Nam này là nhà Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải là nhà Việt Nam chung chung để ai cũng có thể nói rằng tôi cũng là người Việt Nam. Thì cái chuyện đó chúng tôi muốn cho rõ ràng, chúng tôi là liên danh nhà Việt Nam. Và chúng tôi, liên danh của chúng tôi có huy hiệu và đứng ở trên giữa đi. Dạ. Chúng tôi là liên danh nhà Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây là năm tên của anh em chúng tôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi không phải là những người gọi là tham quyền cố vị để ra tranh cử với những người trẻ hay là bất cứ những người nào mà có tài ba. Nhưng mà chúng tôi quan niệm rằng cộng đồng này là một cộng đồng chống cộng, chống sự xâm nhập của cộng sản, chống sự tuyên truyền của cộng sản và yểm trợ cho tất cả đồng bào trong nước, cũng như là nhất là những anh em đang tranh đấu ngày đêm ở trong nước và những người đang bị bắt, đang bị hành hạ. Thì đó là mục đích
của anh em chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn ra tranh cử. Kính thưa quý vị, như quý vị biết rằng là ở đây chúng ta không có lương. Nghị viên Diệp Thế Lân thì làm việc cho chính phủ còn có lương. Còn chúng tôi là những người ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, chứ không phải là vác ngà voi. Và cái điều đó thì không có ai đóng tiền bạc để mà trả lương cho chúng tôi. Nhưng mà vì cái trách nhiệm của tất cả những người công dân Việt Nam Cộng Hòa đã đến đây tị nạn cộng sản, thì chúng ta có cái nhiệm vụ là chúng ta phải nghĩ đến đồng bào, nghĩ đến những người trong nước. Kính thưa quý vị, ngoài cái nhiệm vụ mà chúng tôi là thụ ủy của Liên Danh, thì chúng tôi lại còn có cái nhiệm vụ là chúng tôi đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch của Ban Đại diện Cộng đồng. Vì thế cho nên tôi cũng chỉ xin nói ngắn gọn, đó là Liên Danh của chúng tôi gồm có 5 người như thế này. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Thanh Lương, một phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì đã cùng với chúng tôi, bởi vì anh thấy rằng là cái việc làm của chúng tôi là những việc làm chính đáng, cho nên anh nói sẵn sàng tham gia cùng với các ông trong những ngày tới. Nếu mà chúng tôi được bà con tín nhiệm cách nào đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và xin phép để cho tôi, ông chủ tịch có cho tôi được vâng. Vâng, thì bây giờ đó là tôi muốn hỏi ý kiến bên vâng, bây giờ ông thì ngày hôm nay đó là có hai Liên Danh để tranh cử như thế này, và chúng tôi xin phép để giới thiệu những tất cả bà con đến tham dự ngày hôm nay có lẽ là đã khá đông đủ, và bây giờ thì xin phép cho chúng tôi được giới thiệu tất cả các thành phần bà con tham dự, phải không ạ? Không để giới thiệu bên kia, không cần giới thiệu. Sam có giới thiệu từ người. Em có giới thiệu rồi, em có giới thiệu này rồi. Cứ giới thiệu đi. Vâng, bây giờ là cái phần chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả thành phần bà con chúng ta tham dự ngày hôm nay. Vâng, trước tiên là chúng tôi xin giới thiệu tất cả những hội đoàn đã đến tham dự ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng tôi có sự hiện diện của Đô đốc Trần Văn Trơn. Linh mục Nguyễn Đình Đệ là người đã đến sớm trước đây với chúng ta. Xin giới thiệu linh mục Nguyễn Đình Đệ. Vâng. Và ông Nguyễn Hữu Hiến là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia ở trên Stockton. Cùng với phái đoàn gồm có 4-5 người phải không ạ? 8 người từ trên Stockton. Thì quý vị biết rằng là cộng đồng ở trên Stockton đã gọi là liên tục với cộng đồng của chúng ta ở đây từ bắt đầu, cho nên là chúng tôi giới thiệu là cộng đồng của Stockton đã đến đây với chúng ta, một số người như vậy. Tiếp theo, những vị quan khách thì chúng tôi thấy có ông bà Nguyễn Tấn Thọ, đại diện cho văn phòng của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Nghị viên Diệp Thế Lân, khu vực 4, đại diện khu vực 4. Có cô Vân Lê và khu phu quân là đại diện của học khu. Vâng. Chúng tôi có luật sư Đỗ Doan Quế ngồi ở trên bàn chủ tọa đây. Vâng, ông bà Đỗ Doan Quế. Và chúng tôi cũng thấy có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi. Bởi bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi ngồi dưới kia. Vâng. Chúng tôi cũng thấy có sự hiện diện của ông Nguyễn Cơ, đại diện cho Hội Quân Cảnh Bắc Cali.
Phan là Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại. Xin giới thiệu bà Thọ Phan. Vâng, thơ Phan. Vâng. Có bà Đặng Sương cũng là Hội Phụ Nữ Việt Nam. Ông Phong Huỳnh là cựu giám sát của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc Cali. Và hiện tại đang là ban giám sát của khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali. Bà Hoàng Yến, Hội Phụ Nữ Bắc Cali. Có ông Em Nguyễn, thiếu tá Em Nguyễn là phó chủ tịch của cộng đồng Stockton. Chúng tôi có thấy có sự hiện diện của ông Triệu Hà là đại diện của Hội Địa phương quân Nghĩa quân vùng Bắc California. Chúng tôi thấy có sự hiện diện của thiếu tá Phan Quang Nghiệp, Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali. Ông bà Lương Nguyễn là Hội Thủy quân Lục chiến. Bà Thanh Lê, Lê Thanh là đại diện của Hội Phụ Nữ, Hội trưởng của Hội Phụ Nữ Việt Mỹ Thiện Nguyện, phải không ạ? Bà Lưu Mai là Hội Phụ Nữ Hải Ngoại Bắc Cali. Ông Phạm Lễ là đại diện, là chủ nhiệm của báo CM Magazine. Ông Hoàng Thưởng, cựu chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia Bắc Cali. Trong đây các vị đại diện của các nhà báo, chúng tôi thấy có ông Nghê Lữ là đài Nét Việt, đài truyền hình Nét Việt. Ông Nguyễn Xuân Nam là giám đốc của cơ quan truyền thông Cali Today. Ông Quốc Bảo là đại diện của Việt Today. Ông Nguyễn Ngọc Mùi của Radio Phố Đêm. Ông Trần Vũ là đại diện của Việt Press USA. Ký giả Trần Vũ. Ông Nghiệp Bùi, Hội Người Việt Cao Niên vùng Vịnh Cựu Kim Sơn. Bà Mỹ Bích hay là cô Mỹ Bích gì đó, Hội Người Việt Cao Niên vùng Vịnh Cựu Kim Sơn. Tôi xin tiếp tục danh sách của tất cả các hội đoàn cũng như các cá nhân tham dự buổi họp ngày hôm nay. Tới đâu rồi? Đâu? Cô Ngọc Dung, hội Bến Tre Kiến Hòa Bắc Cali. Ông Trần Vũ mới giới thiệu, ông Quốc Bảo có giới thiệu cô Phạm Mỹ Linh là cộng đồng Á Châu, Á Mỹ. Cô Thu Đỗ, Trung tâm Á Mỹ. Ông Chu Tấn, Liên hiệp Cộng đồng Quốc dân Bắc Cali. Ông Thô Bách Nguyễn, Liên đoàn Cử tri. Ông Nguyễn Tấn Ích, Hội Quảng Ngãi, Hải Ngoại. Ông Diên Nguyễn, ông Sang Phạm, ông Minh Trần Minh Trần Minh Trần, Trần, Trần Hồng Minh. Rất nhiều. Dạ, thì còn một số được đồng liên để tiếp tục làm để cho nó hết. Rô Nguyễn, Luân Ngô Văn Luân, bà Cao Thị Tình, Thái Hằng, Lê Đỗ, ông Sam Hồ, ông Phạm Lâm, Kim Trần, Lập Đoàn, Ý Lê, ông Phúc Lê, ông Tấn Phạm, bác sĩ Hoàng Trầm Nhi là giới thiệu rồi, ông Trần Nguyên gì, Cư Phạm, Tina Phạm, Phan Nghiệp, Tina Viên, Joseph Thanh, Lý Nguyễn,
À, ông Hàm đã tiết tiết giáp đã tới giới thiệu rồi hả? Chưa. Chưa. Ông Trương Văn Hàm là hội trưởng hội tiết giáp Bắc Cali. Ông Nguyễn Đình Lê là hội trưởng hội tiết giáp anh chị Bắc Cali. Thì có một số hành khách quan khách mà chúng tôi chưa tịch thu hết thì chúng tôi sẽ tiếp tục update cái chương trình tất cả danh sách của tất cả quý vị có hiện diện ngày hôm nay. Mong rằng là cái buổi họp bầu cử ngày hôm nay chúng ta sẽ thành công và được tất cả cái sự vui lòng tất cả một phía để chúng ta xây dựng được một cộng đồng theo được ý nguyện của chúng ta, không phân biệt bè phái phe nhóm, mà tất cả chúng ta đều cố gắng để tạo cho một cái cộng đồng thật sự của người Việt cộng đồng tị nạn quốc gia Bắc Cali để làm được việc có lợi cho cộng đồng thay vì có những sự ganh ghét thù hằn như những năm trước. Ban đại diện cộng đồng chúng tôi hứa sẽ làm được những cái điều đó nếu mà chúng tôi được yểm trợ support của quý vị. Nhưng hôm nay quý vị đã bỏ thời gian đến đây với chúng tôi để mà chúng ta làm được cái công việc chúng ta muốn. Mặc dầu thời gian qua ban đại diện cộng đồng chúng tôi rất gặp rất nhiều là khó khăn, có những sự bè phái phe nhóm đủ thứ chuyện hết, chúng tôi phải cố gắng nhường nhịn để mà đến ngày hôm nay chúng ta mới có được cái ngày bầu cử mà đã trễ hơn gần một năm. Do đó những cái sự hy sinh của anh em chúng tôi xin nói thật chứ quý vị là chúng tôi cần cái sự giúp đỡ của tất cả người Việt thật tâm cho cộng đồng để mà chúng ta làm việc. Chúng tôi không có muốn làm những cái việc không có lợi ích cho cộng đồng. Nếu mà không có làm lợi ích cho cộng đồng, tôi sẵn sàng tôi đi ra. Tôi không mang cái việc đứng đây để mà làm những cái việc mất thời giờ. Cá nhân tôi cũng như tất cả cho quý vị hãy kêu gọi, hãy cùng với chúng tôi để chúng ta làm việc cái cộng đồng liên danh mới sẽ tốt đẹp hơn, không có hơn những ngày trước mà chúng ta không làm được. Thì chúng tôi đã có những kế hoạch tình nguyện để làm. Thì những ngày tới ban đại diện cộng đồng sẽ có nhiều cái việc mà quý vị có thể tham dự với chúng tôi để chúng ta bắt tay làm việc những cái việc mà chúng ta chưa bao giờ làm việc trong những năm trước, năm 10 năm 20 năm trước chúng ta chưa làm được. Chúng ta sẽ làm những cái điều đó. Và chúng tôi hứa là những thời gian đó sẽ có những làm việc của tất cả mọi công dân người Việt tị nạn ở đây để cùng bắt tay làm việc, và những cái chương trình đó là những chương trình hữu ích và xây dựng cái đó là cái sườn nhà của các căn nhà Việt Nam Cộng Hòa, nó sẽ được xây dựng và chúng ta sẽ cùng nhau làm việc chứ không còn những cái sự mà rố rang như những năm trước. Thì để trả lại để có anh Khang Trang, ông Ascara, đại diện ông Ascara cũng mới đến đây tham dự với chúng ta, và anh Khang Nguyễn đại diện cho dân phòng Ascara. Có nhìn không? Kính thưa quý vị, thì sau đây thì chúng tôi xin anh Sam Hồ có muốn trình bày gì thêm nữa không? Dạ. Vâng. Dạ thưa quý vị, thì trong liên danh đoàn kết và xây dựng thì lập trường nó rất là sát cánh với lại cái tên của liên danh, đó là chúng ta bằng mọi giá, mọi cách chúng ta phải đem lại đoàn kết trong cộng đồng của chúng ta. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Đó là tôi học từ lúc mẫu giáo, nó ảnh hưởng suốt cuộc đời của mình. Đoàn kết, chúng ta cần đoàn kết hơn gì hết. Nếu chúng ta muốn tranh đấu cho quyền lợi của các con em của chúng ta trong các trường học, nếu chúng ta muốn tranh đấu quyền lợi của con em của chúng ta hay là anh chị em của chúng ta, bà con của chúng ta trong nơi việc làm, nếu chúng ta muốn tranh đấu cho cái đời sống và phẩm chất sống của chúng ta ở tại Hoa Kỳ này và đặc biệt là tại San Jose, chúng ta cần phải có đoàn kết. Đoàn kết không chưa đủ, chúng ta phải tìm cách ngồi lại với nhau để mà chúng ta trao đổi ý kiến để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho từng cá nhân, từng gia đình, từng trường học, từng nơi ăn chốn ở, từng việc làm trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta phải xây dựng. Ngoài ra vấn đề đó, dĩ nhiên chúng ta luôn luôn
không bao giờ quên tại sao chúng ta rời Việt Nam 43 năm trước đây. Bởi vì cái chế độ độc tài và đàn áp cũng như ác độc của Cộng sản đã làm đau khổ biết bao nhiêu triệu người trong nước. Bao nhiêu triệu người phải bỏ nước ra đi để làm lao động nô lệ cho các dân khác. Bao nhiêu người trong chúng ta phải bỏ nước ra đi, quê hương yêu thương của mình để lập một cái nhà tạm thời ở tại Mỹ này. Chúng ta có rất là nhiều lý do để chúng ta xây dựng, và cái sự xây dựng đó không bao giờ chúng ta làm được việc nếu chúng ta không có sự đoàn kết. Lấy tình yêu thương của nhau, nếu không phải tình yêu thương trong đạo, chúng ta phải lấy tình yêu thương loài người với nhau để chúng ta làm việc với nhau, để xây dựng. Chúng ta có thể làm điều đó nếu chúng ta hiệp tác với nhau. Chúng ta kêu gọi quý vị hãy cùng để giúp đỡ cho tất cả bất cứ ai hướng dẫn cũng như là đứng trong những cái ghế để phục vụ cộng đồng đều có tinh thần đoàn kết và xây dựng. Cảm ơn quý vị. Kính mời chị Đặng Sương và chị Thái Hằng có vài lời chia sẻ với cộng đồng. Kính thưa quý vị, là tôi có mặt ở đây lúc năm 1992, lúc tháng 2. Nhưng qua bắt đầu tới tháng 5 là tôi đã bắt đầu tham gia với những cuộc biểu tình ở khắp mọi nơi. Nhưng lúc đó là tôi không tham gia hội đoàn, âm thầm đi làm thôi. Sau biểu tình là ở lại liên ấp những cái nơi biểu tình. Và rồi thì tôi có thời gian tham gia vô Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Bắc Cali. Và đến một thời gian sau thì lúc chị Christy Hồ chỉ không được khỏe đó, thì tôi được mời tham gia giữ chức vụ là thủ quỹ thế cho chị Hồ. Và tôi làm thời ông Trương Thành Minh cho tới bây giờ. Thì có một cái vấn đề mà hôm nay để cho đúng ý nghĩa của cái buổi họp mà tổ chức cuộc bầu cử, thì vấn đề thủ quỹ tôi xin tạm ngưng không nói ra chỗ này. Nhưng tôi sẽ trình bày vấn đề thủ quỹ của tôi ở thời gian tới để cho hôm nay nó đủ ý nghĩa của cái buổi họp này. Còn nếu nói về vấn đề chống cộng đó, thì tôi thì là một người bé nhỏ, tôi chống cộng, nhưng tôi chống theo kiểu khác. Là vì ở trên San Francisco hàng năm 2 tháng 9 lễ của Cộng sản nó thường treo cái cờ máu. Mà tôi thì tôi thấy cái cờ đó mình không có hạ được. Thành thử ra anh Ý chị Tình có mua giải cho tôi may lá cờ rất là to, bằng nửa cái phòng này lần. Và mỗi lần 2 tháng 9 là chúng tôi đem cái cờ đó lên, khi cờ máu nó hiện ra là cái cờ vàng ba sọc đỏ này đã che khuất cái cờ máu đó rồi. Đó là một cách tụi tôi hạ cái cờ máu xuống. Vì mình không hạ được thì mình phải làm bằng cách đó. Vì mình che khuất đi cái cờ máu đó, hình ảnh đó vẫn còn. Đó là cái điều chống cộng bé nhỏ của tôi là như vậy. Và tôi tham gia thì thường thường tôi không có xuất hiện nhiều, tôi âm thầm tôi làm thôi. Hội đoàn nào cần gì tôi cũng tham gia làm. Trong vấn đề ẩm thực tiếp tân tôi đóng góp một phần nhỏ bé của tôi như vậy thôi. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thái Hằng xin chào tất cả quý vị trong phòng hôm nay. Gia đình của Thái Hằng di cư năm 4 và Thái Hằng vượt biên năm 84. Qua 2 lần tị nạn thì gia đình của Thái Hằng không có nam, nữ, gia đình 6 chị em nữ cho nên không có ai tham gia trong quân nhân. Nhưng mà đối với Thái Hằng thì Thái Hằng rất là thương yêu và kính phục các chú, các cô của HO. Và cái lúc trước còn bé không biết, nhưng mà khi sang Mỹ là năm đó hơn 20 tuổi, Thái Hằng nhìn những người lính HO. Thái Hằng đã từng giúp cho một nhà báo phỏng vấn các anh HO để mà được, và khoảng năm 1985-86 thì nhà báo họ đến nhờ Thái Hằng hỏi những người mà tị nạn mà đã đi tù để mà phỏng vấn. Lúc đó về lo cái chuyện HO thì Thái Hằng cũng không biết nhiều, nhưng mà nghe nhiều về cái đó thì Thái Hằng rất là thương các chú đi tù. Cái trí óc ngây thơ của Thái Hằng chỉ nghĩ một người lo giữ đất nước mà vì bị mất cái miền Nam mà phải đi tù rất là đau, rất là buồn. Thì cái thông cảm đó cho nên Thái Hằng mới có cái lòng căm thù cộng sản. Từ năm 85-86 Thái Hằng đã từng đi cùng với cái anh em, tuy là có 21-22 tuổi nhưng mà Thái Hằng cũng đi biểu tình rất là tích cực từ cái thời 85-86 và kéo dài cho tới bây giờ. Trong tất cả các cuộc biểu tình Thái Hằng cũng rất là ủng hộ. Và Thái Hằng cũng là một trong những người khởi xướng khi mà nghe cha Lý kêu biểu tình để chống cộng, thì Thái Hằng cũng là một trong những người
cùng với các anh em để đi tổ chức những cái biểu tình tập hợp quốc dân Việt. Cũng như Thái Hằng cũng là một trong những người ủng hộ với các anh chị em thắp nến để biểu tình chống cộng. Mình không có làm được gì, nhưng mà Thái Hằng chỉ nghĩ nếu mình có làm thì mới có tiếng nói. Nếu tất cả mọi người cùng làm, Thái Hằng thấy chung quanh bạn bè, những người thờ ơ, họ chỉ biết ăn biết chơi. Nhưng mà Thái Hằng nghĩ là mỗi người có một cái cuộc sống, một cái quan niệm riêng. Thái Hằng chống cộng là phải chống thật, nói thật và làm thật. Lăn mình ra mình chống, chứ mình không có đi ra mình nói rằng tôi chống cộng nhưng mà đằng sau thì mình làm cái gì không biết. Mình phải chống và mình thật tâm mình chống. Cho nên thật sự trên Facebook, quý vị biết Facebook là những cái chúng ta thấy là lên Facebook là ăn là chơi, nhưng mà Thái Hằng trên Facebook của Thái Hằng chỉ có những gì nói giúp cho tù nhân lương tâm, phổ biến cho các tù nhân, cũng như nói về những cái chính sai trái của cộng sản. Thành ra đối với Thái Hằng, cái chống cộng là cái ưu tiên hàng một của người hải ngoại chúng ta. Nước Việt Nam còn, đất nước còn, tiếng Việt còn thì mới còn người Việt. Cho nên Thái Hằng có một nhóm thiếu nhi, Thái Hằng hướng dẫn các em trong tất cả các múa hát, nhưng mà các em vẫn đi cái đường lối. Tuy là các em không có biết gì, nhưng mà khi Thái Hằng tập hát, Thái Hằng vẫn theo cái đường lối để hướng dẫn các em học tiếng Việt, nói tiếng Việt, hiểu tiếng Việt. Ngay cả bài Việt Nam hoặc là cái bài Thương ca tiếng Việt mới đây về cái đất nước Việt Nam chúng ta, tiếng Việt đang bị lung lay. Đó là những cái con đường của Thái Hằng, cái tranh đấu của Thái Hằng, chống cộng, cái đường lối của Thái Hằng. Cho nên đó là cái lý do Thái Hằng ra đây làm dấn thân. Thái Hằng nghĩ là cộng đồng chúng ta cần phải vững mạnh, cần phải có ý chí đấu tranh và cần phải vạch cho những cái người mà có nhiều người họ lơ là, chúng ta phải hướng họ, phải đưa họ để họ hiểu đất nước chúng ta đang lâm nguy như thế nào. Thì đó là lý do mà Thái Hằng phải ra dấn thân mà làm việc. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa cho chị Đặng Sương và chị Thái Hằng. Xin phép một phút nữa thôi là để tổng kết trong liên danh đoàn kết và xây dựng, thì đặc biệt riêng cá nhân của Sam, Sam xin trình bày trước cộng đồng của chúng ta. Sam rất biết ơn sự nhiệt tâm của chú Phạm Hữu Sơn, của anh Vũ Huynh Trưởng. Đó là cách Sam liên lạc với lại hai vị này. Sam biết hai vị này rất nhiều năm và rất quý và rất cảm ơn cái sự nhiệt tâm để tổ chức cái cuộc bầu cử ngày hôm nay, để cho biết rằng là cộng đồng của chúng ta muốn tiến hành những việc cần phải nên làm, và những trong việc những đó là chúng ta cần phải có cuộc bầu cử cho nó đâu vào đó. Và dĩ nhiên tôi cũng được biết anh Nguyễn Công Khanh sau này, nhưng mà xin trên phương diện cá nhân thành thật cảm ơn sự nhiệt tâm và những tinh thần đóng góp xây dựng cộng đồng trong suốt nhiều năm qua cũng như ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là tương lai chúng ta sẽ hiệp tác với nhau, chúng ta cùng một tay với nhau để chúng ta đem đồng bào chúng ta lại với nhau, và chúng ta tranh đấu từng quyền lợi nhỏ thì mới tranh đấu được các quyền lợi lớn, và chúng ta không bỏ qua cái nào hết. Chúng ta phải tranh đấu thì chúng ta mới xây dựng được cộng đồng của chúng ta. Bởi vì 40 năm, 30 năm, 43 năm qua quá nhiều, quá lâu. Và chúng ta hy vọng rằng trong vòng 3 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới, chúng ta sẽ có mặt trong các bậc lãnh đạo của các giới chính quyền, cũng như trong các trường học, trong các nơi ăn việc làm, chúng ta đều có những cao cấp ở trong đó hết. Bởi vì đó là vận mệnh của chúng ta. Yeah. Thì chúng ta sẽ làm việc với nhau trong liên danh của chúng tôi. Chúng tôi mặc dù cảm ơn sự nhiệt tâm để tổ chức bầu cử, nhưng mà chúng tôi cũng có hỏi ý kiến rất nhiều người trong cộng đồng của chúng ta và quan tâm riêng của chúng ta. Thì là cái tinh thần nhiệt tâm đó nó tạo một cái sự gấp rút, mà cách khoảng chừng trong vòng 2 tuần lễ từ ngày chúng ta cho biết là có cuộc bầu cử cho tới cái ngày hôm nay, trong vòng vỏn vẹn 2 tuần lễ, chúng tôi rất băn khoăn, bởi vì nó rất là ngắn cho một cuộc bầu cử mà đáng lẽ cần phải có tới 6 tháng hoặc là ít nhất là vài tháng. Cho nên dầu thế nào đi nữa, để chúng ta có thể xây một cái đường hướng tốt đẹp, ôn hòa và thống nhất đoàn kết với nhau, trên liên danh chúng tôi xin kêu gọi, nếu được đẹp lòng của quý cư dân, của các cử tri, của những người quan tâm tới cái vận mệnh của cộng đồng của chúng ta, chúng ta có thể hoãn nó lại bớt, từ từ chúng ta ngồi lại với nhau.
chúng ta sắp đặt công việc với nhau, chúng ta chia sẻ những lo âu của nhau, và chúng ta vạch đi một con đường làm thế nào để mà chúng ta phải bất đồng ý kiến, nhưng cuối cùng chúng ta phải kết luận rằng là đây con đường chúng ta phải đi vì danh dự của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, vì môi sinh, vì kế sinh nhai của cộng đồng của chúng ta và vì danh dự của con cái của chúng ta sau này. Chúng tôi kêu gọi quý vị nếu được xin góp ý kiến, và chúng tôi cần tiếp cái lời dạy dỗ khuyên bảo của quý vị góp ý kiến là chúng ta có nên hoãn lại một thời gian để làm việc không. Rất là cảm ơn ý kiến của anh Sam Hồ. Hay quá phải không quý vị? Vâng. Tiếp theo, bây giờ để cho chúng tôi giới thiệu một số thành phần quan khách mới tới, thì chúng tôi thấy có ông nghị viên Nguyễn Tâm có mặt ở đây. Và chúng tôi, ông bà Nguyễn Minh Dũng và Trần Minh Dũng này đó, có đứng ở dưới kia ngay chỗ cạnh của ông... Vâng, anh Dũng với chị Minh đứng ngay trước nghị viên Nguyễn Tâm. Và có một cặp mà chúng tôi nãy giờ quên, bây giờ chúng tôi mới ngó thấy, đó là ông bà Lê Đỗ, là cựu hội trưởng thủy quân lục chiến, có mặt ở đây ngày hôm nay. Xin giới thiệu với quý vị. Và xin lỗi anh chị, nãy giờ chúng tôi cũng giới thiệu nhưng mà rồi nhiều lu bu công chuyện cho nên là không giới thiệu. Và đặc biệt một người mà luôn có mặt cùng với chúng tôi cũng như là các hội đoàn để treo cờ, để cho mọi người biết rằng là chúng ta là cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Ngạc, hội cảnh sát, và cũng là ở trong hội cao niên Diên Hầu ở đây. Và ngoài ra còn có nhiều vị nữa mà có thể là chúng tôi có thể quan sát. Ở đây có anh Thomas là ở liên đoàn, phó chủ tịch của liên đoàn cử tri. Anh Phan Tuấn là cũng ở trong hội Thủ Đức. Vâng. Rồi ông Thư Sinh. Rồi anh Nguyễn Ngọc Huy, anh Nguyễn Minh Huy là của Thanh Niên Cờ Vàng. Vâng, xin lỗi là bởi vì đứng ở dưới kia ông tôi không thấy. Rồi ông bà, ông Sơn là ban văn nghệ của cộng đồng, xin giới thiệu ông Sơn. Và bà Loan là chủ tịch của Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi rất là xin lỗi, mới tới bây giờ chúng tôi mới thấy. Còn nhiều lắm. Còn ông Nguyễn Đình Hưng của Hội Biệt Động Quân có ở đây. Và ông bà Lý cũng ở bên Hội Biệt Động Quân. Và chúng ta còn rất là nhiều. Và chúng tôi muốn thưa với quý vị như thế này, đặc biệt là hai vị dân cử của chúng ta ở đây là nghị viên Diệp Thế Lân cũng như là nghị viên Nguyễn Tâm. Quý vị biết rằng là đồng bào của chúng ta đến đông quá mà không có ghế ngồi, thì đó là cũng một điều chúng tôi xin quý vị quan tâm đến những cái chuyện mà của cộng đồng chúng ta ở đây. Quý vị biết rằng là cộng đồng của chúng ta ở đây có rất là nhiều, và còn những người khác chúng tôi chưa có dịp để thấy tên và giới thiệu. Chúng tôi thấy có ông Nguyễn Đăng Trình, tức là ông Cao Tâm, có đứng ở đây, xin giới thiệu với quý vị. Ngoài ra còn những ai nữa thì xin cho chúng tôi được giới thiệu sau. Và bây giờ đó là tiếp đến cái phần giới thiệu của những anh em ở trong liên danh của chúng tôi, là muốn trình diện với tất cả quý vị, bởi vì cũng có những cái điều nói rằng là ra tranh cử mà đồng bào chẳng biết mặt mũi là như thế nào, tròn méo ra sao, rồi làm những cái gì. Thành ra là chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu đến từng cá nhân với lại tất cả bà con ở đây. Thì chúng tôi xin giới thiệu người kế tiếp thứ hai là ông Nguyễn Công Khanh. Xin giới thiệu ông Nguyễn Công Khanh có đôi lời. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tôi xin được brief nói tóm tắt về tiểu sử của tôi cũng như là quá khứ hoạt động ở trong cộng đồng như thế nào. Tôi tên là Nguyễn Công Khanh, sinh năm 1950, học sinh trường Chu Văn An, học sinh của trường Đại học Khoa học Sài Gòn, học sinh của sinh viên của viện Đại học Vạn Hạnh, tham gia quân đội khóa 272 Thủ Đức, làm việc ở tiểu khu Pleiku, địa phương Vân di tản từ quận tỉnh Lộ 7 trở về, ở tù gần 6 năm ở tại
Trạng Lớn, Phước Long và Chợ Dích 30 đi qua Mỹ năm 1982. Học xong 2 năm college ở tại Utah Tech. Về San Jose năm 1984. Làm việc cho hãng Omni, sau đó là Edac Lab, sau đó là Hitachi Technology Microsystem, sau đó là Philips Healthcare System, làm việc hơn 30 năm. Retire năm 2012. Sau đó thì chúng tôi đã dành tất cả từ giờ retire để làm việc cho cộng đồng, mong rằng cộng đồng ta, chúng ta sẽ tạo được thế mạnh để mà vươn vai với các cộng đồng bạn. Những cái sinh hoạt của chúng tôi thì quý vị đã thấy, đã cố gắng làm tất cả cái sức của mình cũng như là tiền bạc tài chính tôi có thể để mà đưa cái cộng đồng đi lên. Nhưng mà cũng hơi buồn là chúng tôi cũng chưa làm được theo ý muốn. Thành ra để chúng vị biết là một tâm niệm của người lính trẻ gần 6 năm tù, cuộc đời chúng tôi cũng mỏi mòn lắm rồi. Thành ra chúng tôi muốn, cá nhân tôi muốn làm một cái gì đó để cho cộng đồng hiểu tôi là một người trẻ, tánh tình rất là thẳng thắn, đâu ra đó không có những cái việc bậy bạ, và có một cái đường hướng đi làm thế nào để mà tất cả chúng ta cùng hãnh diện với lại những người xung quanh, nhất là chúng ta là một người thiểu số mà mới sang đây, mà chúng ta đã thành công nhiều rồi nhưng mà cái sức mạnh của chúng ta chưa có cái sự đoàn kết và cái sự tin tưởng nhau để tạo một cái thế đứng cho chúng ta phải cần thời gian. Thì tôi mong rằng tất cả quý vị hiểu cái tâm trạng của tôi và có thể yểm trợ tôi để chúng ta làm việc. Tôi không màng những cái danh từ, những cái chức năng, những cái gì đó, nhưng tôi ở chỗ nào tôi cũng có thể đi vào để làm việc, để mà làm những cái việc tốt cho cộng đồng mà thôi. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu anh Nguyễn Thanh Lương. Kính thưa quý niên trưởng và cùng toàn thể anh chị em, tôi là Nguyễn Thanh Lương. Tôi xuất thân trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, khoa 24. Tôi có cái sở thích là nếu tôi ở một cái vị trí nào, bố trí tôi một cái vị trí nào thì tôi làm vị trí đó. Tôi không để ý đến cái chuyện tôi chức vụ gì. Tôi chỉ đến cái chuyện là ai làm chỉ định tôi ở cái vị trí nào, tôi hoàn thành vị trí đó để góp phần vào đóng góp trong cái công cuộc chống cộng của cộng đồng nói chung. Riêng về cái sinh hoạt cộng đồng á, thì hồi tôi để ý theo quan niệm tôi là từ trước tới giờ chúng ta đã làm được gì. Thì chúng ta làm được mỗi có một cái chuyện là chẳng hạn giữ cho cái lá cờ của chúng ta còn lại, chứ chúng ta không còn cái gì hết á. Chỉ còn cái lá cờ đó là cái hồn thiêng sông núi của chúng ta. Nếu chúng ta không giữ nó thì cờ của Cộng sản sẽ có ở đây. Chính vì thế mà tôi sinh hoạt của cộng đồng. Chúng ta là người Mỹ gốc Việt rồi, thì đối với người Mỹ chúng ta mang ơn và chúng ta bù đắp, và chúng ta phải giáo dục con cái của chúng ta đi vào dòng chính để sau này chúng thành người, chúng biết ơn, để cho người Mỹ nói à, cái dân tộc Việt Nam là một dân tộc có trước có sau. Và bây giờ đối với cái người Việt của chúng ta thì chúng ta phải nên thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, thì chúng ta phải cần có cái cộng đồng. Chúng ta sống ở đây, chúng ta làm, chúng ta sống, nhưng chúng ta phải dựa vào cái tinh thần của người Mỹ. Chúng ta không có cục bộ, chúng ta sống ở đất Mỹ, chúng ta phải nhớ ơn người Mỹ, để chúng ta đồng thời làm hai công chuyện. Chúng ta tạo dựng gia đình ở đây và chúng ta giúp đỡ những đồng bào chúng ta quê nhà thoát khỏi ách cộng sản trong tương lai. Chúng ta trong tương lai chúng ta còn có cái gì nữa? Chúng ta thiếu cái tuổi trẻ. Những cái lớp của chúng ta bây giờ
nó càng ngày càng tàn rụi. Năm nay chúng ta đi dự 5-7 người, sân 5-7 người, rồi cái lớp 60-70 nó sẽ hết. Thì chúng ta phải cần có những người trẻ thay thế chúng ta. Chúng ta không có tham quyền của vị. Chúng ta cần những cái người trẻ như kỹ sư Sanh Hồ. Chúng ta cần có người trẻ như các bạn ở đây. Chúng tôi thấy ở dưới có những người trẻ. Trẻ là trẻ hơn của chúng ta, nhưng mà già là già hơn cái lớp con cháu của chúng ta. Cái lớp đó là cái lớp bản lề. Bây giờ trẻ chưa đủ, phải có cái kiến thức. Cái kiến thức là phải yêu nước Mỹ và không quên cái quốc gia của chúng ta là quốc gia Việt. Để cho con cháu của chúng ta nhớ rằng chúng ta đi từ đâu tới, tại sao chúng ta có ở đây. Chúng ta có ở đây để chúng ta giúp đồng bào chúng ta một ngày nào có lá cờ vàng ba sọc đỏ trở lại quê hương của chúng ta và thống nhất đất nước. Chúng ta là một cái thế hệ bản lề, cho nên chúng ta phải giúp chính quyền ở đây là tạo những cái cơ sở của chúng ta như trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Những nơi đó thì có luật sư Nguyễn Tâm và những cái người mà đại diện cho chúng ta trong tương lai nữa, hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác. Làm sao phải nằm trong tay người Việt, để chỉ có người Việt yêu thương người Việt mà thôi. Chúng ta đừng có vì lý do cá nhân mà nó cái ông đó, cái bà đó tôi không thích, tôi bầu cho Mỹ. Không có. Người Nhật họ không có ý như mình, cho nên người Nhật có khá hơn mình là như vậy. Và cuối cùng, cái lời nói của chúng ta là chúng ta tới đây thì chúng ta như cái ban đại diện cộng đồng, chúng ta như con thuyền thôi. Mà tất cả những cái người tị nạn cộng đồng, mà tị nạn cộng sản trong cộng đồng của chúng ta như nước. Nhưng mà cái thế chính quyền nó như cái cơn gió. Nếu mà chúng ta tỏ ra chúng ta có khả năng thì nước sẽ đưa chúng ta lên, và dựa thế chính quyền sẽ đẩy con thuyền chúng ta đi tới cái chỗ vinh quang. Còn nếu ngược lại, chúng ta sẽ bị chìm. Chúng tôi xin dứt lời. Và kế tiếp, chúng tôi xin mời ông Chủ tịch Phạm Hữu Sơn có đôi lời về cá nhân mình. Kính thưa quý vị, thì chắc quý vị ở đây cũng biết tôi quá nhiều rồi, và cũng đã cái lý lịch của chúng tôi cũng đã quảng bá rất nhiều rồi, thì chắc chúng tôi cũng xin phép là chỉ nói sơ qua là tôi xuất thân trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam khóa 18 từ năm 1963 và phục vụ trong quân đội cho đến cái giờ phút này cũng hay còn ở trong quân ngũ như thường. Kính thưa quý vị, thì chúng ta đã nghe hết tất cả rồi, hai bên lập trường cũng như là giới thiệu cá nhân, thì chúng tôi muốn nghe ý kiến của toàn thể quý vị. Chúng ta muốn tiến tới hay là chúng ta muốn dừng lại như thế nào? Xin quý vị cho chúng tôi biết ý kiến. Vâng, xin cảm ơn ông Chủ tịch Phạm Hữu Sơn. Kính thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi phải mời quý vị đến đây ngày hôm nay với bao nhiêu thời gian mà quý vị đã ngồi ở đây, thì thưa quý vị, chúng ta không thể nào để mất đi những thì giờ quý báu của tất cả mọi người ngồi ở trong hội trường này ngày hôm nay. Cái điều mà chúng tôi phải tổ chức cái cuộc bầu cử này là một điều bất đắc dĩ, ngoài ý muốn. Cái việc đó là một cái việc triệt buộc mà chúng tôi không thể tiếp tục ngồi dài hơn nữa, ngồi lâu hơn nữa. Mỗi ngày là một cái gai đâm vào chúng tôi khi chúng tôi còn ngồi lại. Kính thưa quý vị, ý kiến của ban đại diện cộng đồng chúng tôi, anh em chúng tôi là muốn phải bầu lại, và có một số ý kiến là muốn rằng chúng ta hoãn lại. Thưa quý vị, bên nào cũng có những lý do chính đáng của mình cả. Ban đại diện cộng đồng chúng tôi đã chuẩn bị từ 11 tháng, tức là từ tháng 4 năm 2017 đến bây giờ, chứ không phải rằng là 2 tuần này. Cái điều đó quý vị thấy rằng là khi chúng tôi chuẩn bị bầu cử, quý vị bảo chúng tôi rằng hoãn lại, nếu không bầu cử thì chúng ta bầu ra một cái ban như vậy, rồi bên kia làm sao? Họ lại cũng phải bầu ra ban của họ, cho nên là chúng ta không thể tiếp tục cuộc bầu cử. Chúng tôi đã nghe lời quý vị, chúng tôi hoãn lại. Trong cái lúc hoãn lại đó, không phải là im lìm luôn suốt 11 tháng.
quý vị biết rằng là đây những người nhân sĩ trong cộng đồng chúng ta. Mà ở đây có thể ngày hôm nay có luật sư Đỗ Doan Quế, bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi, một số các vị nhân sĩ nữa ở trong cộng đồng đã làm hết sức mình mà cũng vẫn bị chửi, mà chúng ta cũng không hoàn thành được cái nhiệm vụ để bầu lên một cái ban đại diện thống nhất ở trong cộng đồng này. Nếu chúng tôi ngồi lại thì mỗi ngày là một cái gai chọc vào chúng tôi, là chúng tôi là những người tham quyền cố vị, muốn ngồi mãi ở cái ghế này để mà chăn đám trẻ, không cho đám trẻ ra. Thưa quý vị, cái điều ấy đau lòng lắm. Chúng tôi không muốn nói, thế nhưng mà buộc lòng chúng tôi phải nói. Đó là cái cách triệt buộc mà chúng tôi phải làm. Tuy nhiên, chúng tôi có thể làm hay không, nó là do cái ý kiến ở quý vị và cũng là do ý kiến của liên danh xây dựng và đoàn kết nữa. Chứ chúng tôi không có cái quyền bắt quý vị là phải bầu ngày hôm nay. Và không có ai có cái quyền bắt rằng là bây giờ quý vị không được bầu hay là được bầu. Nhưng mà cái vấn đề đó chúng tôi trình bày. Nếu chúng ta ngày hôm nay tất cả bà con ở đây đại đa số muốn chúng ta dừng lại thì nó phải có một điều kiện cho chúng tôi. Cái điều kiện đó là điều kiện gì? Là phải hợp thức hóa những cái việc chúng tôi đang làm, và chúng tôi phải giữ cái thành trì này, cái cộng đồng này chống cộng, không thể để cộng sản len lỏi, không thể để những đám trẻ mà đòi cờ đỏ phải được trương tự do ở trên đất San Jose. Cái điều đó là điều không bao giờ có thể xảy ra nếu chúng tôi còn. Kính thưa quý vị, cái điều đó chúng tôi không tham quyền cố vị, cho nên chúng tôi buộc phải tổ chức ngày hôm nay. Nhưng mà cái quyền đó quyết định là nằm ở tất cả quý vị, nằm ở liên danh số 2 ở đây. Kính thưa quý vị, cái điều chúng tôi chỉ muốn quý vị làm sao hợp thức hóa để những ngày chúng tôi còn tiếp tục cái công tác này nó được vui vẻ, tất cả quý vị cũng như cá nhân chúng tôi, để mỗi đêm chúng ta về chúng ta có thể nằm ngủ một cách thoải mái, phải không thưa quý vị? Đúng. Thưa quý vị, cái điều mà chúng tôi chỉ muốn rằng là làm sao cho cộng đồng này chúng ta giữ vững được thành trì của người chống cộng còn sót lại ở đây. Và quý vị biết rằng thành phố San Jose là một thành phố đông người tị nạn cộng sản nhiều nhất trên thế giới. Nếu chúng ta không giữ được thì coi như là chúng ta một ngày 30 tháng 4 kế tiếp. Kính thưa quý vị, cái điều đó chúng tôi chỉ muốn xin trình bày với tất cả quý vị. Và lý do tại sao anh em chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay, trong liên danh của chúng tôi có già, có trẻ, đầy đủ cả. Ông Chủ tịch Phạm Hữu Sơn là một người đã trên 80 tuổi, và người trẻ nhất của chúng tôi năm nay cũng 40 mấy tuổi. Sở dĩ ngày hôm nay anh không có mặt là bởi vì anh có công chuyện gia đình ở bên Florida cho nên bay về, đó là tiến sĩ Phạm Quốc Hưng. Kính thưa quý vị, không phải là chúng tôi chặn giới trẻ như là những cái điều ong tiếng ve của một số người không hiểu chúng tôi. Điều đó rất tiếc, nhưng mà chúng tôi cũng không lên án những chuyện đó. Và cái điều mà chúng tôi chỉ mong muốn rằng là làm sao chúng ta đừng bao giờ cãi nhau, và chúng ta đừng lên án người khác khi chúng ta chưa biết hết những cái chuyện người ta làm như thế nào. Và hơn nữa là khi chúng ta nói một điều gì, chúng ta phải nói toàn bộ sự thật, chúng ta đừng nói một nửa sự thật. Nếu chúng ta nói một nửa sự thật, đó không phải là sự thật, mà nhiều khi đó là ngược lại. Cái điều đó nó quan trọng vô cùng, và làm cho những người khác không còn cái nhuệ khí để làm việc, để tranh đấu trong những ngày tới. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn xin trình bày với tất cả quý vị. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả những vị. Thứ nhất là cảm ơn tất cả cái sự có mặt của quý vị ở đây ngày hôm nay. Kế đến, chúng tôi muốn cảm ơn các quý vị nhân sĩ đã đứng ra để tổ chức cho cộng đồng chúng ta nhiều lần nhưng chưa thành công. Và cái điều đó chúng tôi cũng muốn xin cảm ơn tất cả quý bà có mặt ở đây cũng như là vắng mặt, tất cả mọi người. Quý vị nếu không hỗ trợ
cho những ông chồng, cho những người như chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể ra mà tranh đấu, về nhà vẫn có cơm ăn, vẫn vui vẻ, vẫn ngủ ngon. Kính thưa quý vị, đó là tâm tình của liên danh nhà Việt Nam chúng tôi đến với tất cả quý vị. Chúng tôi không muốn nói nhiều nữa và xin quý vị, anh từ từ, tôi đang kết luận mà. Tôi xin quý vị dành cho chúng tôi những ý kiến cũng như là những cái quyết định là chúng ta có tiến hành cuộc bầu cử ngày hôm nay hay không. Vâng, và delay thì chúng ta phải làm sao để chúng ta có một ban bầu cử thật là hoàn hảo, thật là tốt đẹp, nhưng cũng đừng tốn phí quá cho cộng đồng chúng ta. Và quý vị biết rằng cái cuộc bầu cử tốt đẹp nhất của cộng đồng chúng ta kỳ vừa qua là đã bầu lên một cái liên danh rất tốt đẹp, đầy đủ bác sĩ, dược sĩ, nhà sĩ, kỹ sư tùm lum, nhưng mà nó đã gãy đổ. Chúng ta phải rút qua những kinh nghiệm đó. Và cái điều đó, quý vị biết một điều, xin cho tôi được nói như thế này: cái nợ đó hiện tại chưa trả cho luật sư Đỗ Doan Quế, có phải không thưa luật sư? Cái điều đó là chúng ta phải làm sao để chúng ta... Dạ không, cái đó là cái nợ mà ban bầu cử đã mượn để tổ chức bầu cử và giờ này cũng chưa trả. Thì đó là cái điều mà, đó là lý do tại sao chúng tôi muốn có những cái cuộc bầu cử đơn giản nhất. Thưa quý vị, cái điều đó bây giờ ai ở đây có thể khẳng định cho chúng tôi rằng là chúng tôi biết là hàng ngàn người là không có phải là bọn cộng sản. Quý vị thấy rằng là những anh em trẻ, con cháu Hà Đô mà đòi là cờ đỏ phải được trương ở thành phố này, có đúng không? Ông Nguyễn Tâm, ông nghị viên Nguyễn Tâm đâu rồi? Bà con của chúng ta ở đây có biết chuyện đó không? No, xin anh yên lặng. Là bởi vì chúng tôi muốn trình bày cho rõ tất cả. Thế thành ra đó, cái điều đó chúng tôi chỉ muốn trình bày và xin quý vị cho cái quyết định là chúng ta như thế nào. Bây giờ tôi xin ý kiến của ban điều hợp và xin ban chủ tọa xin để lấy ý kiến tất cả của bà con ngày hôm nay và xin chút nữa cũng xin liên danh số 2 cho ý kiến luôn. Vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng, chúng tôi thấy có ông Ngạc, Ngạc xin có ý kiến trước. Vâng. Xin bây giờ như thế này đi, ngoài ông Ngạc ra chúng tôi sẽ có ý kiến. Và bởi vì ông Chánh Hằng nói một câu thôi, dạ nói chỉ ý kiến một câu thôi, đề nghị cái này là đề nghị thôi, là bởi vì đó tí xíu không xin lỗi, anh trưởng là một ứng cử viên, Thái Hằng muốn biết ai là điều hợp viên của ngày hôm nay mà thôi. Để cho ông ta không có quyền ông làm, ông người phải lịch sự chứ. Kính thưa toàn thể quý vị, hồi lễ đó, thứ nhất đó, thì tôi xin thông báo này, nhiều quý vị hỏi muốn ứng cử, muốn tiền đâu để in bích thương, in này in kia, thì quý vị cái chuyện đó ban đại diện cộng đồng không phải lo, vì tôi là một thành viên của ban bầu cử từ nhiệm kỳ 1 đến nhiệm kỳ 3. Mà hồi đó đó, quý vị thấy những cái bích chương in ra nó bự như vậy, y giống y như cái hồi Việt Nam Cộng Hòa ở trong nước, là những bích chương mà liên danh bầu cử thượng nghị viện, hạ nghị viện đó. Đó, vì những chúng tôi ở đây, chúng tôi có in những cái bích chương bự như vậy và bích chương nhỏ nữa. Vì đó, nhiều quý vị hỏi tiền đâu không có. Thì đây tôi xin đưa cái phương án để lấy tiền ra. Có tiền. Vì mỗi người, hồi đó, mỗi một ứng cử viên, đây có ông Phan Quang Kiệt kìa, ông ấy, mỗi người ứng cử viên phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Đó, trong đó có ông Phan Quang Kiệt. Đó. Lên đó, bây giờ đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông thì xem hồ xem thế gì đó, ông kia, ông nói là đoàn kết,
Thì bây giờ tôi hỏi ông. À, ông nói hồi nãy ông nói đoàn kết cộng đồng ở đây, thì tôi cũng như bao người ai cũng muốn đoàn kết, nhưng mà muốn hỏi ông trước nhất chưa chắc vấn gì thì nói đề thứ hai. Rồi bây giờ đó, hồi nãy ông Vũ huynh trưởng nói là bây giờ để đây lại, tức là hoãn ngày bầu cử. Riêng cá nhân tôi xin hỏi, xin thông qua để hoãn lại cái ngày bầu cử, không phải là bầu cử bây giờ, và có một cái ban bầu cử rõ ràng ra, chứ không có một ông kia là có một ban bầu cử đó. Ok, cảm ơn quý vị. Ông bây giờ chúng ta cố gắng 3 đến 4 người thôi, tại vì chúng ta còn phải bầu, chúng ta phải nói chuyện nhiều khác nữa. Bây giờ khoan, giao cho ban điều hợp để vô điều hợp làm việc, chứ cái này là bà con không có chịu. Chúng ta ai cũng có cái nhiệt tâm để mà thấy kết quả hết, nhưng mà chúng ta nên tôn trọng các vị quan khách. Khi mà mình mở ra để cho các vị quan khách có 2 phút để mà trình bày, thì mình cứ để cho tất cả các vị quan khách muốn nói chuyện. Nó mới có 3 giờ 45 thôi, mình cho tới 5 giờ lận. Hy vọng mình sẽ xong sớm hơn, nhưng mà tất cả các vị quan khách nên có được 2 phút như mình đã nói, để cho họ trình bày, mà mình không cần phải cắt ngang họ. Phải không ạ? 2 phút. Dạ, 2 phút. Xếp hàng đi, chứ không bây giờ mình không có cái giấy. Dạ, như vậy thì quý vị nếu muốn nói chuyện ra đứng xếp hàng ngoài này, cảm ơn. Dạ, mời ông Phạm Lễ đến đây. Kính chào tất cả quý vị. Tôi xin đề nghị với lại ông trưởng ban tổ chức bầu cử. Thưa ông, cái protocol từ nãy giờ chúng tôi ngồi dưới kia chúng thấy hoàn toàn sai. Ông là trưởng ban bầu cử, ông phải điều khiển, và sau khi đã lập ra mời các chủ tọa đoàn lên đây, chủ tọa đoàn sẽ là người điều khiển cái buổi họp. Không có để các ứng cử viên tha hồ nói gì nói, trong khi một bên không được nói, một bên nói từ nãy giờ ít một tiếng đồng hồ. Tôi xin đề nghị ông như vậy. Ok, cảm ơn Lễ. Bây giờ chúng tôi sẽ giao micro lại cho trưởng ban điều họp chương trình. Mời anh. Dạ, ông Hiến ạ. Bây giờ chủ tọa đoàn đang đến lấy quyết định của quý vị để xem chúng ta tiếp tục bầu cử. Tôi nhắc lại. Tôi đã đưa micro rồi, xin ông ngồi xuống. Tôi đã nói là tôi đang đi giao cho người cho ông để ông làm việc. Anh Hiến nói đi, anh Hiến à. Để giao cho ông nói đi. Kính thưa tất cả quý vị đại diện tôn giáo, các hội đoàn thể và tất cả quý đồng hương của Bắc California. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất là trọng đại, vì chúng ta, quý vị đừng quốc quý, tất cả chúng ta là những người tị nạn cộng sản, thì chúng ta phải có một ban đại diện cộng đồng người quốc gia chân chính. Thế thì hôm nay chúng tôi được vinh dự, ông linh mục cũng như luật sư và riêng cá nhân tôi cũng vinh dự này, tôi là cựu chủ tịch cộng đồng của người Việt quốc gia của cộng đồng San Joaquin, và hiện nay là hội trưởng hội công nghiệp, hội trưởng ủy ban cơ bản thành phố Tập Tân và là trưởng ban đấu tranh của thành phố Tập Tân. Thưa quý vị, để điều hành công việc hôm nay, xin quý vị, mỗi vị ở trong này, tất cả quý vị đại diện tôi cả hội đoàn, kể cả cá nhân, xin phát biểu một cách nhẹ nhàng, êm thấm. Mục đích chúng ta là làm thế nào để cho có một cái cộng đồng người Việt quốc gia. Chúng ta không có cộng đồng thì thành phố San Jose này, Bắc Cali này, bạn còn sống trong ngôn
tòa lãnh sự cộng sản ở San Francisco nó sẽ lòng vào để tuyên truyền rung làm cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta. Vì vậy cho nên xin quý vị đặt cái trường hợp cộng đồng lên đây đưa rằng chính tôi cũng đã làm cộng đồng. Cộng đồng đây không có dân mà cũng không có cái gì cả, không có tài, không có tiền. Họ chỉ làm với cái tâm của người quốc gia để giữ vững một tập đoàn bao sọc đó. Vậy thì thưa quý vị, chúng ta góp ý để mà bầu một cái ban đại diện cộng đồng, hoặc là có ý kiến quý vị muốn điều gì lại một cái ngày nào thuận lợi. Nhưng mà trước khi quý vị có ý kiến đó, thì chúng tôi cũng thưa với quý vị rằng tất cả ý kiến của tất cả quý vị mà đã lên phát biểu thực ra không có ý kiến nào sai hết á. Tất cả ý kiến của quý vị đều đúng, vì đúng quý vị mới phát biểu chứ, sẽ phát biểu ok. Nhưng mà thưa quý vị rằng cái hình thức đó cũng quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là cái nội dung của những người quốc gia đứng ra để lãnh đạo cộng đồng. Những người nào hy sinh thời gian, hy sinh phương tiện, hy sinh gia đình mà để giữ vững một cái quốc gia thì chúng ta bầu đó. Dầu cái hình thức hôm nay để lấy, hôm sau bầu cử cả hình thức giấy tờ cũng như là đại diện cộng đồng thí nghiệm của ông Thành chẳng hạn, nhưng mà nửa chân bỏ. Vậy thì chúng ta thưa quý vị, đây phát biểu quyết định bầu hay là địa lý thì do tấm lòng quốc gia của quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính chào quý tất cả quý vị. Tôi xin đính chính một cái nữa, một cái điều mà phải ban tổ chức giới thiệu tôi không phải là cụ thành viên ban giám sát. Vì thành viên ban giám sát là do dân bầu mà muốn thành viên ban giám sát thì phải có thủ tục của trường sư phạm. Và tôi sau này tôi có công tác với khu hội thì tôi là học thư ký của khu hội của trường sư phạm. Bây giờ tới việc mà góp ý trong cái buổi sinh hoạt này thì chúng tôi rất là đồng ý phải nâng cái bầu cử không có điều này. Và tôi nhớ không lầm thì trước đây á, ở trong cái cuộc họp cộng đồng tôi có thưa với quý vị ở trong cái buổi họp đó là nếu mà cái điều lệ sinh hoạt cộng đồng 2003 do ông chủ tịch Phạm Hữu Sơn ký tên và đóng dấu và ông Nguyễn Tái Đàm cũng có ký tên trong chủ tọa đoàn, cái đó là tài sản của cộng đồng, không thể nói là của bên ông Tiên. Mà ông Tiên bây giờ cũng không có sử dụng cái đó, rồi bên nay cũng không sử dụng. Vậy là làm theo cái gì? Thấy không? Muốn làm gì làm à? Và tôi xin thưa thêm là nếu mà liên danh này và cuộc bầu cử này mà tiếp tục thì ông Sơn và quý vị nên lưu ý và bỏ cái ý tưởng là làm theo nguyên tắc, làm theo nội quy, làm theo điều lệ ban cộng đồng thì nó bó tay không làm là gì được hết. Quý vị có đồng ý vậy hay không? Tôi thấy là cái cuộc bầu cử này rất là nhiều người đã phân tích rồi, nó kỳ cục lắm, nó không có ra cái gì hết, nó không có thể hiện được minh bạch trong sáng, không có thể hiện được chính đáng,
không có thể hiện được đầy đủ tinh thần dân chủ. Thành ra đó là lý do mà rất là quan trọng cần phải stop cái cuộc bầu cử này và lấy ý kiến của một cái ban đại diện, một cái cuộc họp khoáng đại khác. Ban chủ tọa đoàn xin góp ý với quý vị trình bày, chị anh chỉ còn 2 giây nữa thôi. Vâng, thì tôi sắp dứt rồi đó anh. Coi như là có một cái buổi họp khoáng đại khác để mà đồng hương thảo luận và biểu quyết đàng hoàng, chứ không thể nào mà bây giờ mà bầu cử mà rồi tới giờ này tôi mới biết là ứng cử viên là ai rồi lại bầu đưa tay nữa. Tôi anh Phong xin ngăn đón. Ok rồi. Xin kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị, tôi xin phép không nhắc lại về những cái luật lệ bầu cử hoặc là cách bầu cử. Nếu mà quý vị cần tham khảo, xin vui lòng vào trang website của báo Cali Today. Trong một phỏng vấn, nhà báo Nguyễn Xuân Nam đã phỏng vấn chúng tôi, anh Thomas Nguyễn và anh Sam Hồ, và đặc biệt là riêng tôi nói về những cái điều lệ bầu cử rất là rõ ràng, cho nên xin phép không nói lại hôm nay. Tuy nhiên, ông Vũ Hinh Trưởng vừa mới nói rằng cái cuộc bầu cử năm trước, tức là năm 2013 còn thiếu nợ 5.000 đồng luật sư Quế, thì tôi thấy điều đó không đúng. Đồng ý là luật sư Quế có yểm trợ tiền, đó là vì cái lòng của luật sư muốn xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Vì thế luật sư yểm trợ tiền và luật sư cùng với tôi đã điều hợp, tức là trả cho báo nào, trả cho radio nào, làm gì chúng tôi đều minh bạch. Và luật sư rất là vui trước cái kết quả của cuộc bầu cử, cho nên chúng ta không thể nói là còn nợ luật sư Quế. Thực ra chỉ có một vụ còn nợ luật sư Quế, thưa quý vị, đó là vụ Brown Act, là mượn ông Tiên mượn của luật sư Quế 5.000, bây giờ vẫn còn nợ, chỉ vậy thôi. Và kính thưa quý vị, cái cuộc bầu cử năm 2009 mà chúng tôi tổ chức cho bên ban đại diện cộng đồng của ông Tiên, thưa quý vị, đến cuối cùng tôi đã đem về được cho quỹ của ông Tiên, trao cho thủ quỹ Tristan đổ 8.890 đồng, tức là gần 9.000, thưa quý vị. Đó là năm 2009. Và cuộc bầu cử năm 2013 cũng do chúng tôi là một thành viên trong ban bầu cử, dù cho coi như là lúc đó các đồng hương chúng ta đã tham dự ít, tuy nhiên vì gửi chi phí rất là nhiều, chúng tôi đồng ý với ông trưởng là cái chi phí gửi thư, chúng tôi đã gửi thư cả mấy ngàn lá thư và đi coi như là tốn tiền tem cũng rất khá nhiều, nhưng cũng vẫn không nợ, thưa quý vị. Tức là tôi thay mặt linh mục xin nhắc vậy là hết giờ. Vâng, vậy vì vậy thành ra không có cái màn nợ nần. Và cũng thưa với quý vị là thư mà bầu cử xin vui lòng gửi về một địa điểm độc lập, không có gửi về nhà ông Vũ Hinh Trưởng, vì ông Vũ Hinh Trưởng là một ứng cử viên trong liên danh. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa đô đốc, kính thưa tất cả các niên hình trưởng ở đây, em nghe hai liên danh mà trình bày thì em đều thấy là rất là thông cảm và rất là thương cảm cho cả hai bên, đều ăn cơm nhà vác ngà voi mà lại còn phải vác cả phân voi nữa, là bởi vì thành ra rồi chúng ta đã có khoảng chừng độ 7-8 năm nhớ cái gì đó mà do ban đại diện cộng đồng này, nghĩa là cầm lãnh đạo, thì không biết là nó đi lên thì quý vị cũng biết, hay nó đi xuống thì quý vị cũng đã biết rồi. Tuy nhiên bây giờ mà bầu cử đó thì nó gắt quá đi, bởi vì bây giờ thực sự ra mà nói đó, em là một hội trưởng, là một người dân ở thành phố này, là một người hội trưởng của Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện, mà là một cái người mà hội phụ nữ đầu tiên đó của cộng đồng, chứ không có nói rằng thì là của các người khác mà cộng đồng takeover nhá. Mà em cũng không biết là ngày hôm nay là cái ngày bầu cử nữa,
là chứng tỏ là tụi em không biết gì cả, và hôm nay em mới được biết hai liên danh. Thì nhìn hai liên danh này em đều thấy nghĩa là bên tám lạng bên nửa cân, không có bên nào là thua suốt bên nào. Tuy nhiên em xin tất cả các quý vị ở đây cũng rộng rãi cho ban đại diện cộng đồng vác ngà voi thêm một thời gian nữa. Có thể là trong đến một cái thời gian nào đó quý vị có thể là 6 tháng hay là của cuối năm nay, càng rộng rãi thì càng tốt, là bởi vì người ta vác ngà voi, chúng ta cũng không có hẹp lượng gì mà để không cho họ vác ngà voi. Tuy nhiên chúng ta có thể là tuyển thêm các cái ban thêm những người để cho người ta ứng cử. Thưa cô, tôi thay mặt cho linh mục trưởng ban xin nhắc nhở gần hết. Ok, vậy thì xin delay lại, xin cho cái thời gian để cho tụi em nói nhá. Dạ thưa, chúng ta rộng rãi cho những người vác làm việc không công cho chúng ta đi nhá. Cảm ơn. Kính thưa quý niên trưởng, kính thưa quý huynh trưởng và kính thưa tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Tôi xin chào trước cái đã rồi tôi mới giới thiệu tôi nha. Được nhiều quý vị đây đã biết tôi là Trương Minh Hàm, sĩ quan thiết giáp quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi có ý kiến như thế này. Trong cuộc họp ngày hôm nay tôi thấy rằng là cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali ngày hôm nay có hai liên danh để ra tranh cử. Thì ban điều hợp làm nhiệm vụ của ban điều hợp và anh nào phụ trách điều hợp chương trình hôm nay phải giữ trọn vai trò của mình điều hợp ngày hôm nay. Sau khi giới thiệu hai liên danh xong rồi, một liên danh đứng một bên, một liên danh đứng một bên, lúc đó chỉ còn có người điều khiển chương trình nói mà thôi. Khi nào mời liên danh bên này nói thì liên danh nói, mời liên danh bên này nói thì liên danh bên này nói, và người điều hợp chương trình có quyền cắt ngang sự phát biểu của liên A hay liên danh B nếu đi ngoài lời quy. Mà nãy giờ chúng tôi không thấy cái chuyện đó xảy ra, mà toàn một liên danh đứng không, hay liên danh kia nói, liên này nói, dưới này không có ai có ý kiến, mà có ý kiến cũng không được. Thì đó là trái với nguyên tắc, trái với cái nguyên tắc của một buổi họp như thế này. Còn cái vấn đề mà quý vị nói rằng là nên dời lại hay không nên dời lại, đó là quyền của quyết định của quý vị và quyết định của ban giám sát chủ tịch đoàn. Còn cái điều nhỏ nữa về vấn đề, tôi xin phép xin lỗi quý anh là tôi nhận được email đề nghị rằng là quý vị nào muốn thành lập một liên danh ứng cử thì nộp cho ban bầu cử. Thời gian quá gấp rút, và cùng một ngày luôn, cùng một ngày nộp đơn và cùng một ngày bầu cử luôn, nó quá gấp rút. Chúng tôi không thể nào biết ai trước ai sau, và người tới ngày hôm nay tôi tới đây tôi mới biết được hai liên danh rồi kêu tôi bầu luôn, tôi không có thời gian suy nghĩ. Quý vị có thấy đúng không? Rất là rõ ràng. Dưới quý vị có rất là nhiều người thắc mắc như vậy. Ủa tại sao hôm nay tôi mới biết bầu cử, tôi mới thấy có hai liên danh? Thành ra cái đó tôi xin ban ủy ban bầu cử coi lại vấn đề như vậy. Tôi hết. Vâng, cái điều mà quý vị thắc mắc thì giờ để cho tôi trả lời. Có tôi trả lời cái chuyện là thắc mắc thứ nhất là không gửi về địa chỉ nhà tôi. Quý vị biết như thế này, bây giờ cộng đồng của chúng ta không có một nơi nào cả. Khu hội cũng bị cắt, cái văn phòng của ban đại diện cộng đồng ở khu hội bị đóng cửa. Thế thì bây giờ chúng tôi gửi về đâu? Cái vấn đề như thế này, bây giờ quý vị đặt ra những cái vấn đề đó là quyền của quý vị. Mà bây giờ chúng tôi làm việc thì bây giờ tôi muốn hỏi liên danh này, liên danh ai? Là quý vị nộp đơn thì quý vị thấy tôi có gian xảo gì trong cái vấn đề mà nộp đơn của quý vị hay không? Xin anh Samo cho biết ý kiến. Thì đó là dịp tôi được đến thăm anh Vũ Huynh Trưởng tại nhà của anh, thành ra được biết nhà anh, đó là một điều rất là vinh dự. Dĩ nhiên là làm việc với nhau trong cộng đồng nhiều năm, thành ra anh em không có gì xích mích hết, thành ra anh Vũ Huynh Trưởng rất là tử tế, lịch sự, và có đó là việc, đó là vấn đề mà chúng tôi đi nạp đơn. Nhưng mà khi mà mình nghĩ tới chuyện sắp đến mà mình làm đó thì là mình nên đặt những cái vấn đề cho nó rõ ràng, nơi nào là nên nộp đơn,
nơi nào là làm thế này thế kia, nó rõ ràng, nó trung trung bực thực và trung lập một tí xíu, phải không? Dạ. Yeah. Vâng, cảm ơn anh Sam, và để cho ban đại điều, để cho ban điều. Xin mời đề đốc có ý kiến. Hiện giờ tại mời. Bây giờ đến anh. Xin chào tất cả quý vị. Trước nhất là tôi nói với vấn đề cái ban bầu cử. Ở trên ngày hôm qua, tôi vẫn còn là ông nhận thấy là ông Trần Thành là ban bầu cử, trong đó có ông Đức Nguyên và anh Lê Phúc. Nhưng mà tôi gọi ông Trần Thành á, thì 3 ngày trước ông nói tôi rút lui rồi, tôi không ở ban bầu cử, bởi vì như thế này tôi không thể làm việc được. Gọi ông Đức Nguyên, gọi cả 3 số, không trả lời phone. Và đến gọi ông Phúc thì ông nói bây giờ còn có một mình tôi. Rồi thành ra cái vấn đề mà quý vị góp đơn bầu cử thì lại ở nhà ông Phó Chủ tịch Nội vụ, tôi thấy nó không đúng theo cái nguyên tắc của những người trung thực làm việc ngay thẳng. Nhưng mà tôi không nói là các ông không ngay thẳng, nhưng mà làm như vậy là sai cái về nguyên tắc. Thứ hai, nếu có ban nãy thì ông Phó Ngoại vụ thì ông nói là ngay thẳng tất cả mọi cái, nhưng mà tôi đề nghị là vấn đề trước nhất đó, vấn đề tài chính. Thủ quỹ đó, bên thủ quỹ của cộng đồng là người giữ tài chính chứ không phải là ông ngoại vụ giữ tài chính. Phải có những hai ban tài chính này đó, cái này tôi không biết nội tình như thế nào thì để cho ban chấp hành, bởi vì cô thủ quỹ bây giờ đã phải ra khỏi việc rồi. Đó là cái việc mà tôi nói vấn đề cái ban chấp hành cũ mà bây giờ ra ứng cử tái nhiệm nữa, thì cái vấn đề tài chính nên minh bạch, chứ đừng để mà nó thủ quỹ của hai lại có cô thủ quỹ này giữ tiền mà bây giờ bị nghỉ và ra khỏi nhà băng. Tôi biết được như vậy, xin ông trưởng ban bầu cử cho biết. Cái điều mà anh ý thắc mắc về ban đại diện cộng đồng đó, về cái chuyện tiền bạc, thì cái chuyện đó chúng ta sẽ trả lời trong một cái dịp khác. Và cái điều đó hoàn toàn sai, anh ý nói cái điều đó nó sai. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Kỹ sư Thọ. Chúng tôi xin thưa, tôi nói nhanh thẳng, quý vị chắc là quý vị đã nghe hết tất cả mọi chuyện rồi và hiểu cách theo cách hiểu của mình. Cho đó chúng tôi có mấy đề nghị như thế này. Dứt khoát cái tình hình này, cái cuộc bầu cử mà một cách gấp rút như thế này đó, tôi thấy nó không đúng với cái tiến trình bầu cử theo cái truyền thống ở tại Bắc Kinh này. Quý vị có đồng ý như vậy không nào? Do đó chúng ta đồng ý nên trễ lại, dời lại cái ngày bầu cử. Và theo cách nào chúng ta phải đề nghị ngay để cho bên ban bạch đại diện cộng đồng cũng thấy được, và bên quý vị cũng cảm thấy mình có một chút yên tâm. Ý kiến của anh Hàm vừa rồi, hội trưởng hội thiết giáp cũng nói rất là rõ. Cho đến có rất nhiều người đến bây giờ mới biết là cái ngày bầu cử, rồi bầu cử bằng giơ tay. Nó nhiều cái chuyện mà tôi thấy nó rất là đặc biệt. Phải nói hôm nay một ngày rất đặc biệt, chứ không phải trọng đại gì cả. Một ngày rất là đặc biệt. Đặc biệt từ cung cách tổ chức, cung cách bầu cử, cung cách tiến hành. Cái ban đại diện cộng đồng là một cái ban đại diện rất quan trọng. Nó còn quan trọng hơn các sinh hoạt của các hội đoàn nữa. Bởi vì đây là tập hợp của những cộng đồng tị nạn. Cho nên nó cần thiết tới mức độ nào? Cần thiết về dân sinh, về an sinh, cần thiết về bộ mặt, về tư cách, về đại diện, về sức mạnh của cộng đồng, về uy tín của cộng đồng nữa. Cho nên tôi đề nghị, thứ nhất, chúng ta phải dời lại cái cuộc bầu cử này 3 tháng đến 6 tháng. Chúng tôi đề nghị trong thời gian đó, chúng ta phải đồng ý để lưu nhiệm ban đại diện hiện nay từ 3 đến 6 tháng, cho đến khi hoàn thành cuộc bầu cử. Cái thứ hai, chúng ta cũng tranh thủ và lợi dụng ngày hôm nay tiến hành thành là một ban bầu cử, hoặc là bổ sung một ban bầu cử đầy đủ người hơn và chịu khó hy sinh thời gian tiền bạc hơn. Ngoài anh Phúc chưa đủ, chúng tôi nghĩ có thêm một số ý kiến nữa xung vào và làm việc một cách nghiêm túc, một làm việc một cách có, tức là có kỹ thuật và có chuyên nghiệp, chứ không thể làm một cách chạy tang như thế này được. Chúng tôi nghĩ đây là một cuộc bầu cử chạy tang, cho nên chúng tôi đề nghị trong thời gian từ đây, là hôm nay là cuối tháng 3 rồi, chúng ta cho tối đa, cái hàng tối đa là từ đây đến tháng 6 hoặc tối đa là tháng 9 phải tổ chức được. Tổ chức như thế nào? Xin để ban bầu cử mời gọi những người có trách nhiệm, có uy tín, có kinh nghiệm và đặc biệt có kiến thức
trong việc tổ chức bầu cử vào ban bầu cử. Thì khi đó người ta mới tiến hành đó, và tất cả chứ không phải cái kiểu mà bây giờ vừa là đánh trống vừa cả thổi còi thì không có được rồi. Do đó chúng tôi đề nghị là như vậy, và chúng tôi trong một trong những tinh thần đó, chúng tôi xin đóng góp cái phần của mình trong công sức để làm thế nào cái tiến trình bầu cử một cách thành công, và cần tài chính chúng tôi sẵn sàng ủng hộ, và chúng tôi trước mắt tôi sẽ ủng hộ 1.000 đô cho cái việc tiến hành bầu cử này. Xin cảm ơn. Cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn Tân Thọ đại diện cho từng nghị sĩ Trần Anh Nguyễn. Ý kiến đó rất hay. Thực ra ông Thọ ông cũng đã từng làm cộng đồng thì ông cũng hiểu được ý kiến. Thế thì thưa quý vị, có thể cho phép cái ban điều hợp này góp một vài ý kiến được không? Dạ vâng. À, cảm ơn em và đứng dậy, nhưng mà tôi luồn quá đứng dậy, quý vị có thấy được không? Dạ. Thưa quý vị, qua những ý kiến đó thì, nhưng mà có cái điều là quý vị dùng cái từ mà gọi là cái tổ chức ngày hôm nay có tính cách bầu cử chạy tăng á, nói vậy thì hơi quá đáng, xui lắm, không nên dùng cái từ đó. Thưa quý vị, không nên dùng từ đó. Thứ hai nữa đó, thưa quý vị, rằng nếu có những ý kiến như vậy mà tôi thấy là tất cả một số vị là đồng ý là mình sẽ tổ chức một cái cuộc bầu cử đầy đủ, vậy thì những người mà góp ý kiến là sẽ có một cái cuộc bầu cử đầy đủ, kiểu như gọi là phổ thông đầu phiếu. Thì những người mà đương góp ý kiến đó thì tôi cũng đề nghị những người đó nên ra góp phần cho cộng đồng. Nói không đủ, mình phải làm mới đủ. Thứ hai nữa đó, thưa quý vị, lưu nhiệm cái ban đại diện cộng đồng từ 6 tháng đến 1 năm để mà chuẩn bị cho một cái ban bầu cử. Thế thì thưa quý vị rằng nếu trong thời gian đó ban đại diện cộng đồng không tìm ra một cái ban bầu cử thì ban bầu cử ở đâu? Thì bây giờ sáng dịp này chúng ta bầu một ban bầu cử. Đó, ý là tôi nói như vậy đó. Thì hôm nay có đầy đủ nghị viên đại diện các quý vị cao cấp, quý vị nhân sĩ, các hội đoàn, đoàn thể, chúng ta bầu một ban đại diện bầu cử. Xin cảm ơn anh đã phát biểu rồi kìa. Thì bầu một ban bầu cử, quý vị có đồng tình không? Rồi, cảm ơn quý vị. Trước khi mà đi vào cái vấn đề đó, tôi xin có ý kiến đã. Thưa quý vị, như điều tôi đã trình bày với quý vị đó, thứ nhất là cái vấn đề mà chúng ta quyết định là ngưng lại, thì bây giờ chúng ta phải lấy ý kiến là xin ngưng lại đã. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là cái điều kiện của chúng tôi là quý vị phải làm sao hợp thức quá để cho cái danh dự của chúng tôi không bị mất, là chúng tôi là những người ngồi lì. Đó là cái điều quan trọng. Và cái điều thứ ba là cái vấn đề mà khi chúng tôi ngồi lại, chúng tôi không muốn mang cái danh nghĩa là lưu nhiệm, mà chúng tôi muốn là chúng tôi sẽ là những người làm việc trong cái thời gian kế tiếp. Và những cái điều đó là những nhân sự khi mà chúng tôi ngồi lại không thể mà bắt chúng tôi phải giữ như vậy. Chúng tôi có cái quyền ngồi với nhau và có cái sự làm việc trong một cái tinh thần mới, một cái điều kiện mới, một hoàn cảnh mới. Đó là cái điều quan trọng. Và cái danh dự của chúng tôi phải được bảo tồn để chúng tôi không bị mất danh dự đó. Không phải là cho chúng tôi mà là cho cái cộng đồng này. Đó là cái điều quan trọng. Đó là cái ý kiến của tôi. Mà ông Quỳnh Phong. Bây giờ theo tôi hiểu biết trong cái sinh hoạt cộng đồng mình đã qua đó, thì có một tiếng nói của quần chúng qua một ba buổi họp, hai ba buổi họp, để có ba buổi họp có biểu quyết 100%. Đó là cái tổ chức ban đầu là ủy ban vận động hợp nhất cộng đồng.
và tới cuối cùng là ban bầu cử, ban đại diện cộng đồng. Và cái ban bầu cử đó là đã vote 100% là đồng ý để ông bác sĩ Trần Công Luyện sẽ đứng ra tổ chức cuộc bầu cử. Thì coi như là tất cả hội đoàn mà họp với nhau là ào ào ghi danh để mà vào cái ban bầu cử. Chứ không phải như là cái ban bầu cử mà ban đại diện cộng đồng đã mấy lần là còn toàn là bắt cóc bỏ dĩa không. À, rồi thì bây giờ là đó là cái ý kiến của tôi thứ nhất. Còn tôi còn có ý kiến thứ hai nữa là 2015 tôi có làm một cái dự thảo để mà tổ chức bầu cử một ban đại diện cộng đồng duy nhất, chứ không phải là hợp nhất hai cái bọn, coi như là tổ chức đó không có ảnh hưởng gì, không có chịu áp lực gì ảnh của cái hai ban đại diện cộng đồng hết, mà yêu cầu hai ban đại diện cộng đồng đừng có tổ chức bầu cử nhiệm kỳ kế tiếp, để tất cả đồng hương thân hào nhân sĩ hội đoàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đứng ra thành lập ban bầu cử và tổ chức bầu cử. Đó là ý kiến của tôi phát biểu hồi tôi viết ra và tôi gửi đi nhiều người lắm. Tôi nhớ là điều đó. Và tới giờ này thì trong coi như trong im lặng. À, và kỳ họp mà ở Tu Li cổ này nè, tôi cũng có đọc qua cái đó. À, và hiện thời bây giờ tôi cũng có cái đó, nếu mà ai cần tôi sẽ gửi tới. À. Cảm ơn phòng hết giờ rồi. Được, kính thưa quý vị, tôi xin lỗi để trả lời anh Phong. Anh Phong anh nói tức là anh không hiểu cái gì hết cả. Anh không hiểu cái gì, bởi vì mỗi một ban đại diện đều phải xin license hết và có một cái danh xưng hết. Bây giờ ông đứng ra ông tổ chức nó, tức là một cái cộng đồng thứ ba nữa rồi. Xin phép quý vị, tôi chỉ có anh Phong, chưa tới phiên anh ngồi lại đi, anh ngồi đi. Xin phép quý vị, tôi có 2 phút. Vấn đề thứ nhất là cũng giống như kỹ sư Thọ nói, chúng ta có thể dời cuộc họp này lại 6 tháng. Trong 6 tháng đó, chúng ta sẽ thông báo rộng rãi cho tất cả cư dân San Jose biết rằng là trong vòng 6 tháng sẽ bầu cử cộng đồng, để họ có thể gom với nhau, những người với nhau để thành lập một liên danh, lúc đó đưa cái đơn lên. Chứ gấp như thế này, nhiều có những người dưới này họ muốn nhưng không được. Thành ra như cái sự thử đó, chúng ta đề nghị là 6 tháng, đó là phần của quý vị quyết định. Cái vấn đề tôi đặt ra đây, trong vòng 6 tháng, ban đại diện cộng đồng này phải được quý vị biểu quyết ngày hôm nay chấp thuận cho họ lưu nhiệm 6 tháng. Như thế họ mới chính danh làm việc được. Còn không, thì bây giờ qua sau ngày hôm nay, mọi người ta hỏi, ủa, mấy ông ở lại 6 tháng à, ai đồng ý cho mấy ông ở lại? Đúng không? Thành ra quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ biểu quyết rằng là chấp nhận liên danh này ở lại 6 tháng hay không. Quý vị đồng ý họ ở lại mới chính danh. Còn không, quý vị lắc đầu một cái, họ đi về luôn. Họ không có cái quyền gì ngồi lại nữa, tại vì đã hết rồi. Và họ ngồi lại để họ bị chửi hả? Không được. Cái thứ hai, vấn đề thứ hai, quý vị, ngày hôm nay quý vị vừa đề nghị rằng là chúng ta thành lập một ủy ban bầu cử. Thì quý vị cho họ biết rằng là cái ủy ban bầu cử này, nhiệm vụ của họ làm cái gì? Có là những ủy ban bầu cử này họ phải có cái nhiệm vụ gì để họ làm tròn nhiệm vụ của họ trong thời gian từ giờ tới 6 tháng. Rồi sau 6 tháng đó khi họp như vậy, họ ngồi đây không phải bù nhìn, không phải để nghe, và họ để quyết định. Chính xác phải như vậy, quý vị phải như thế nó mới thành công việc được. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Dạ. Tôi xin góp ý vừa cái chỗ này. Thưa quý vị, chúng ta ấn định trong thời, nếu mà có một ủy ban bầu cử phổ thông đầu phiếu mà ấn định ban đại diện cộng đồng chỉ lưu nhiệm trong vòng 6 tháng là nó hoàn toàn chưa đúng. Chúng ta phải đề nghị thế này nè. Chúng ta lưu nhiệm
ban đại diện cộng đồng đến khi có một cái tăng ban đại diện cộng đồng mới. Tại vì vì ban đại diện ban bầu cử không bầu cử được cái ban đại diện cộng đồng, rồi sao thắng là bỏ cộng đồng à? Thế không? Dạ, yeah, thưa cảm ơn. Anh cho tôi có ý kiến. Chúng ta tranh thủ thời gian cho nhanh, bởi vì đây là một cái cuộc họp khoáng đại cộng đồng theo như cái lời mời của ban đại diện, và rõ ràng chúng tôi thấy hình ảnh hôm nay rất đông đủ quý vị các hội đoàn đoàn thể ở cả mọi khuynh hướng, cho nên chúng ta được xem như đây là một cái buổi đại hội khoáng đại. Thì với cái tư cách đó, với cái tính cách đó, chúng ta có quyền để biểu quyết. Như chúng ta đã biểu quyết là đồng ý đã lưu nhiệm tổ chức một cuộc bầu cử khác, thì chúng ta cũng có quyền để bộ biểu quyết lưu nhiệm cái ban đại diện này cho đến 6 tháng tối đa. Chúng thể là cho đến khi nào bầu lại được thì chúng tôi nghĩ rằng là không nên như vậy, và nên bầu ngay ban bầu cử hôm nay, và ban bầu cử đó có trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử càng gấp rút càng nhanh, trong vòng 3 tháng càng tốt. Tìm những người có đầy đủ kinh nghiệm, có hiểu biết về các phương cách tổ chức bầu cử, thì ban bầu cử đó sẽ tổ chức bầu cử ngay. Chúng ta có thể có một liên danh, có hai liên danh, và chúng ta hiện nay đó là có hai liên danh rồi, thì cái chuyện để chúng ta có thêm liên danh thứ ba, thứ tư nữa càng tốt, mà không đi nữa thì chúng ta cũng đã có hai liên danh, và hai liên danh này chúng ta có thời gian ít nhất là 3 tháng để tổ chức và để họ trình bày phương án hoạt động, phương thức hoạt động và những chủ trương của họ, những cái lập trường của họ như thế nào thì chúng ta biết, và chúng ta có cơ hội để vận động bà con đồng hương đi cho đông, bầu cho đúng. Và chúng ta tổ chức một cách đơn giản nào đó để ít tốn kém thì cái đó là do ban bầu cử. Do đó chúng tôi đề nghị có hai điều mà chúng ta làm hôm nay. Điều thứ nhất là chúng ta biểu quyết lưu nhiệm ban đại diện này trong vòng tối đa 6 tháng, từ bây giờ cho đến 6 tháng sau. Và thứ hai là tổ chức thành lập ngay ban bầu cử, và hoặc là bổ sung vào ban bầu cử mà anh Phúc đang là trưởng ban chẳng hạn, hoặc là anh Phúc cộng với tất cả những chúng ta một bầu cử mới. Và ban bầu cử này cũng phải hứa với chúng ta, ban bầu cử này phải hứa với chúng ta là sẽ tổ chức thành công, phải tổ chức cho được trong vòng 6 tháng tối đa. Quý vị có đồng ý với chúng tôi như vậy nè, thì như vậy chúng ta mới làm việc được. Xin cảm ơn quý vị. Tôi trong vòng 6 tháng là tối đa. Bây giờ chúng ta có hai việc: một là biểu quyết lưu nhiệm, hai là biểu quyết thành lập ban bầu cử. Và chúng tôi đề nghị như chúng tôi đề nghị đó, nếu chúng tôi sẵn sàng ủng hộ cho cái ban bầu cử sắp tới, bất cứ là ai, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ mọi mặt, về cả tài chính và cả phương cách góp ý bàn bạc làm thế nào tổ chức thành công. Chúng tôi xin hứa chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Thưa quý vị, thế này nè, chúng ta có hai vé. Một vé thứ nhất là lưu nhiệm cộng đồng lại trong vòng 6 tháng. Vé thứ hai là chúng ta ngay bây giờ bầu một ban bầu cử cộng đồng cũng thực hiện trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên cái vé thứ nhất chỉ lưu nhiệm đại diện ban đại diện cộng đồng trong vòng 6 tháng, nhưng mà cái ban đại diện cộng đồng này còn bị ảnh hưởng cái ban bầu cử. Nếu cái ban bầu cử thật sự làm việc, có thể là 1 tháng, 2 tháng có ban đại diện cộng đồng mới, mà có thể là nhiều khi sau 6 tháng mà vẫn chưa vì phổ biến được, thì lưu nhiệm ban đại diện cộng đồng đến khi nào có tăng ban đại diện cộng đồng, thì khi nếu ban đại diện cộng đồng mãn nhiệm, thấy không? Khi sau 6 tháng thì có đợi quan loại khác. Đúng rồi. Đã vậy vậy thì mình cũng phải có cái thằng đó. Sao có đã có ban bầu cử, nhưng mà sau 6 tháng ban đại bầu cử chưa có được ban đại diện cộng đồng, bầu được ban đại diện cộng đồng thì chúng ta họp khoáng đại để mà lưu nhiệm tiếp ban đại diện cộng đồng. Ok. Rồi bây giờ vế thứ nhất, xin hồi nãy giờ quý vị cũng đồng tình qua cái ý kiến của đồng hương rồi. Ai đồng tình lưu nhiệm ban đại diện cộng đồng trong 6 tháng tới? Tối đa 6 tháng. Tối đa. Tối đa 6 tháng. Rồi. Đem phiếu. À, tôi cũng bỏ một phiếu cho nó chắc ăn. Ở đây có 3 phiếu rồi đó quý vị. Cũng đa số rồi. Chúng tôi... ban điều hợp cảm thấy rằng là đa số đồng ý lưu nhiệm
ban đại diện cộng đồng 6 tháng được tối đa mà được quyền hoạt động một cách thoải mái của ban đại diện cộng đồng. Nó là cái à, từ cái đó tới tới ok cái này rồi. Thế bây giờ qua cái vết này. Không, bây giờ chúng ta bầu cử. Không, ban đại diện cộng đồng tiếp tục làm việc bình thường thôi, giờ nó phải. Thứ hai, bây giờ chúng ta bầu một cái ban bầu cử cộng đồng của Bắc California, của ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia của Bắc California. Bây giờ xin cho tôi ý kiến đó, xin cho tôi ý kiến đó. Thứ nhất, chúng ta làm từng việc một, từng việc một. Bây giờ quý vị phải thấy như thế này, chúng ta phải ngưng đã. Đầu tiên là quý vị muốn là để anh em chúng tôi còn tiếp tục làm việc và xin chúng tôi phải được tự do thoải mái để làm việc trong lúc đó. Cái điều quan trọng, chúng tôi có thể có những cái cách điều hành trong anh em chúng tôi sắp xếp nhân sự một cái cách mới theo những cái lối của chúng tôi làm việc. Đó là cái quyền của tôi, thứ nhất. Thứ hai là cái vấn đề như thế này, bây giờ chúng ta chưa thể bầu cử ngay cái bàn bầu cử được. Tại sao? Là bởi vì chúng ta phải thông báo rộng rãi. Quý vị thấy như thế này, bao nhiêu luật sư, bao nhiêu những người có kinh nghiệm, hội luật gia ông Quế cũng ngồi đây, thì cái chuyện đó tôi đề nghị rằng là bây giờ quý vị phải bầu ra một cái ban vận động để mà lập ra cái ban bầu cử đó, nó mới chính danh, để mà khi đó đã quyết định làm việc là nó phải hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ của mình thì cái ban bầu cử đó phải có cái trách nhiệm để mà chính thức công bố như thế nào đó, thì đó là cái quyền nó mới được. Là còn quý vị thấy nãy giờ bao nhiêu người ở đây rồi bây giờ đi về đã gần già một nửa rồi, đứng đây đi về rồi. Thế thành ra đó, cái điều đó chúng ta làm, quý vị bảo chúng tôi gấp rút, quý vị lại cũng gấp rút, chả khác gì chúng tôi cả. Mà cái cộng đồng ở đây đó, quý vị thấy, quý vị bảo rằng là chúng tôi đi nó chả theo cái mô thức nào. Quý vị bây giờ thấy ông Tiên ông đi theo cái mô thức nào, quý vị làm gì? Thành ra cái chuyện đó đó, tôi đề nghị là bây giờ phải để từ từ, và khi đó bầu lại một cái ủy ban bầu cử cho nó đàng hoàng tử tế. Cảm ơn quý vị. À, chúng tôi có ý kiến được không? Chúng tôi xin ý kiến cho nhanh. Chúng ta đã thấy được là cái không khí làm việc rất là tốt rồi. Và chính bên ban đại diện anh Dương cũng đã thấy được cái việc gấp rắp của mình rồi. Cho nên anh là cũng đồng ý để chúng ta delay lại cái bầu cử. Chúng ta đã thấy rằng đây là một cái cuộc khoáng đại. Do đó chúng tôi thấy hôm nay nhiều hội đoàn lắm, nhiều người có trình độ lắm, nhiều người có kinh nghiệm trong bầu cử lắm. Tại sao chúng ta không tranh thủ thời gian để thành lập ban bầu cử? Cái ban bầu cử là quan trọng nhất, không cần phải vận động gì nữa. Chúng tôi nghĩ rằng trong này có những khuôn mặt rất là rõ ràng, ví dụ anh Thomas Nguyễn Viện, chị Cao Huy Tình và nhiều người có. Xin thưa, chúng tôi đề nghị chúng ta không có ai có quyền này hết. Chúng ta hãy trưng cầu ý kiến. Ý kiến của anh Trường là đề nghị thành lập một ban vận động bầu cử. Anh Trường là người quyết định được. Và ngay cả cái ban chủ tọa đấy cũng phải là người quyết định như thế này được. Chúng ta bây giờ có hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất là thành lập ban bầu cử ngay bây giờ. Ý kiến thứ hai là thành lập ban vận động bầu cử. Quý vị chọn một trong hai, đúng không? Tập thể đa số chúng ta chọn. Nếu chúng ta đồng ý chọn ban bầu cử bây giờ thì chúng ta bầu ban bầu cử bây giờ. Chúng ta chọn cái ý kiến là bầu ban vận động thì chúng ta làm như vậy. Chúng tôi đề nghị chúng ta hãy tôn trọng đa số. Không ai có cái quyền. Chúng ta đã đây là một cái buổi khoan đại. Chúng ta hãy tôn trọng cái quyền của đa số. Và bây giờ chúng ta có hai ý kiến. Một ý kiến là thành lập ban bầu cử và một ý kiến là thành lập ban vận động. Quý vị xin ban tổ chức cho tổ chức cho biểu quyết một trong hai. Cảm ơn ông Tòa. Thưa quý vị, thế này nè, thực ra đó hai ý kiến anh Thọ cũng đúng, mà cái ý kiến ai đó. Tuy nhiên cái gì nó cũng phải đi từng step một. Nếu có ủy ban bầu cử thì chúng ta phải có một cái ban vận động bầu cử. Hiện tại đó cái hội trường họ đã ra là 2/3 rồi, họ đi ra khỏi hội trường 2/3 rồi, vì chúng ta thảo luận quá lâu. Vì vậy cho nên chúng ta nên thành lập cái ban vận động bầu cử, rồi sau đó chúng ta có cái mới có được cái ban bầu cử, cái ban vận động. Bây giờ không có thì giờ anh nói ý kiến tập thể. Bây giờ thì đương nhiên giờ rồi mình quyết định vậy đấy. Dạ vâng.
Vâng, cô chào. Rồi, thôi, bây giờ nhà cô phát biểu là cuối. Dạ vâng. Quý vị còn phụ chức bao gồm mấy người được không? Từ đồng phụ chức bao gồm. Nếu ông muốn ông qua ông đòi ông tiền đi được không? Chúng tôi là những người thiện trí. Chúng tôi làm việc mà quý vị đòi phải theo quý vị là ông ý kiến ông cháu. Đây con. Dạ kính thưa quý vị, tôi thấy là ban đại diện cộng đồng được lưu nhiệm lại trong vòng 6 tháng. Thì trong vòng 6 tháng nữa, mình phải có một cái ban đại diện mới. Mà bây giờ, mà không có bầu cái ban bầu cử, ban đại diện bầu cử, mà lấy bầu ban vận động, thì như vậy nó mất thời gian. Biết khi nào mới bầu cho ra ban vận động, rồi biết khi nào mới bầu cho ra cái ban bầu cử. Thành chí 6 tháng sau chưa chắc đã xong. Bây giờ tôi xin ý kiến của riêng tôi xin đề nghị bầu ban vận động bầu cử. Vâng, bầu ban tổ chức bầu cử chứ không có cái ban vận động nữa. Xin bầu ngay một ban tổ chức bầu cử. Và tôi thấy chừng này người trong cộng đồng, trong hội trường này cũng có những người rất là tài giỏi để đảm nhận những cái trách nhiệm đó. Tôi xin hết lời. Tôi xin xem xin cảm ơn cô. Xem xin phép trình bày là chúng ta có bao nhiêu người, chúng ta quyết định theo cái số người có ở đây. Chúng ta không thành vấn đề là bao nhiêu người đã đi, bao nhiêu người còn lại. Tại vì những người mà có mặt là những người có thể tham gia vào vấn đề quyết định. Không? Dạ vâng. Dạ vâng, mời. Vâng, kính thưa quý vị. Cái điều như thế này nè. Chúng ta cả một hội trường đầy, nếu mà lúc đó chúng ta họp, chúng ta bầu quyết định như vậy, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu người ngồi lâu quá đi về rồi, bây giờ chúng ta họp như vậy, nó lại không có thể đi đến cái kết quả tốt đẹp được. Cho nên là cá nhân tôi tẩy chay việc đó. Tôi yêu cầu là tất cả bây giờ chúng ta bầu ra một cái ban để mời đồng bào ở đây quan tâm đến cộng đồng này. Chúng ta phải ngồi lại một cuộc họp chính thức đàng hoàng tử tế để lập ra cái ban bầu cử cho nó có đầy đủ. Đó là cái ý kiến của tôi. Tôi ngang đây xin cho cái ban điều hợp. Tôi đồng ý. Qua ý kiến đó tôi thấy thế này này. Quý vị nên đi từng step một. Đừng dục tốc bắt đạt. Chúng ta cứ đi từ thành lập một cái ban vận động bầu cử cái đó. Rồi sau đó, chúng khi đó cái ban vận động bầu cử có được cái ban bầu cử sẽ lên thông tin báo chí và phổ biến cho toàn dân, và khi đó ban bầu cử làm việc theo cái kiểu phổ thông đầu phiếu thì khi nó mọi cái nó tốt đẹp mà có giá trị cho một cái cộng đồng người Việt quốc gia của Bắc California. Cái cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California không phải tại San Jose đâu, San Francisco, Stockton, Modesto, Sacramento đều nằm trong cái cộng đồng của Bắc California. Yeah. Vậy thì chúng ta nên bầu một cái ban để vận động bầu cử thì nó mới có giá trị. Thưa cảm ơn quý vị. Vậy thì ngay bây giờ xin mời bầu một cái ban vận động bầu cử. Dạ yeah, mời anh. Kính thưa quý vị, tôi tên là Triệu Hà, Hội địa phương quân Nghĩa Quân. Trước tiên thì cảm ơn hai liên danh. Cá nhân tôi thì tôi không có đủ tâm huyết để ra ứng cử. Mặc dù tôi đã về hưu rồi và điều kiện tôi có, nhưng mà tôi không đủ tâm huyết. Thì cảm ơn hai liên danh đã đồng ý ra cộng đồng. Thứ nhất, cái vấn đề chúng ta đã đi lâu quá rồi. Thì vấn đề cái danh từ là ban vận động hay ban bầu cử, tôi thấy chúng ta cũng hơi là mình co đo cái tên quá. Bây giờ tại sao ban vận động, nhưng mà làm một cái, tôi đề nghị là một cái khuôn đầu tiên chúng ta ban bầu cử, trong đó chúng ta làm một cái khuôn trước cho ban bầu cử, chúng ta sẽ vận động thêm người. Bây giờ cứ chờ người này vận động bầu thành một cái hội khác. Bây giờ chúng ta có ban bầu cử mà tạm thời là một cái khuôn, chúng ta sẽ mời tất cả các nhân sĩ trong cộng đồng Việt Nam vào là cái hội đó. Bây giờ tạm thời mới chờ phải có cái này, chờ phải có kia thì chúng ta không bao giờ có hết. Và 6 tháng đó thì quý vị không có thể thành công được, làm xong được cái cuộc bầu cử nữa. Mà thiết kế đó, cảm ơn hai quý vị và cảm ơn luôn cái liên danh này. Là mặc dù không phải khen nhưng mà tôi thấy
tương lai hy vọng những người tới sẽ làm khá hơn cái tình liên danh cho cái cộng đồng trước. Tại vì cộng đồng này đó hồi xưa đó đã làm cho hơn cộng đồng tiên, tôi quả quyết ông làm hơn cộng tiên. Giờ hy vọng những người năm những năm tới sẽ làm hơn cái đồng tờ cộng đồng những cầu nồi nữa bằng cải cách hay là đổi mới. Kính chào. Dạ thưa các bạn, chờ xíu mà một phút. Dạ, dạ thưa quý vị thế này nè, chúng tôi phân tích cho quý vị thấy giữa cái ban vận động bầu cử và cái ban bầu cử. Cái ban bầu cử nên nói theo quý vị, bây giờ chúng ta bầu một ban bầu cử cũng có thể có chứ không phải là không có, nhưng mà có một vài tên. Nhưng mà cái ban vận bầu cử bây giờ đó, họ có thể mời được một số người khác để đi vào với cái ban bầu cử hay không? Nhiều khi có cái Việt Nam chúng ta có cái từ gọi là dị ứng đó quý vị. Vì vậy cho nên chúng ta thành lập một cái ban vận động bầu cử, rồi người đó đòi đi mời người này, mời người nọ, họ cảm thấy có tinh thần tham dự được thì người ta vào, thì khi nó mới có được một cái ban bầu cử giá trị thật sự. Thưa cảm ơn quý vị. Tôi xin có ý kiến thế này. Cái việc mà cái tiến trình nói, anh Tượng nói, anh Hiên nói đều đúng hết. Nhưng mà liệu rằng cái ban vận động bầu cử này lúc nào, đến giờ nào mới tiêu tập được một cái buộc họp quảng đại đông như thế này mà bầu thành là ban bầu cử? Quý vị tiên liệu đi, thử rằng chúng ta có 10 người trong ban vận động hôm nay đi, ví dụ chúng ta có đi, chúng ta thành lập được ban, vậy thì ban vận động này lúc nào sẽ thành lập được ban bầu cử? 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng rồi sẽ không tổ chức được bầu cử nữa. Cái vấn đề ở chỗ chúng tôi thấy đây là một cuộc quảng đại, dù ít dù nhiều bây giờ cuộc quảng đại đây là đông rồi, có một số người về nhưng mà chưa hết, họ về tối đa 1/3 thôi. Cái thứ hai nữa đó, chúng ta phải tiên liệu rằng chừng nào ban vận động bầu cử sẽ thành lập được ban bầu cử. Cái vấn đề là chúng ta phải tiên liệu đó, đừng nói chúng ta phải thực hiện bằng cái tâm lòng. Do đó chúng tôi thấy không khi này, tính cách của cái cuộc quảng đại này nên thành lập một ban bầu cử. Còn ban bầu cử đó cố gắng hoàn thành cho được cái trách nhiệm mà hôm nay đại hội quảng đại đưa ra là phải tổ chức bầu cử cho được trong vòng 6 tháng. Đó là cái vấn đề như vậy. Tôi xin góp ý thêm chỗ ông Nguyễn Tấn Thọ cái chỗ này tí. Ban bầu cử hay ban vận động bầu cử làm sao tập hợp một cái phiên quảng đại đông như thế này? Thưa ông là nó không đúng. Cái ban vận động bầu cử không có một cái đại hội quảng đại cả. Ban vận động bầu cử là chỉ một số người đi vận động cái người để vào cái ban bầu cử để bầu ban đại diện cộng đồng, chứ không có triệu tập một ban quảng đại. Đó là thứ nhất. Vì vậy cho nên chúng ta nên đi từng step, dục tốc bất đạt. Xin mời anh. Vâng, xin cho ông Lê phát biểu đi, bởi vì chúng ta chỉ còn có 20 phút nữa là chúng ta phải ra khỏi đây. Xin lỗi quý vị. Kính thưa quý vị, tôi là thành phần chống cộng. Tương lai ban đại diện cộng đồng trong tương lai, bất cứ là ai, chúng tôi cũng sẵn sàng cộng tác để xin được chống cộng. Đó là tôi cảm ơn. Xin cảm ơn hai ban đại diện cộng đồng, hai ban ứng cử viên hôm nay nhiệt tình đến đây để mà cùng nhau tranh cử. Tôi đồng ý với anh Hiến là phải thành lập ban vận động bầu cử, bởi vì nếu quý vị tham gia trong cộng đồng này rồi á, quý vị hiểu rồi đó, thì thấy trong này cũng có những xích mích với nhau, không đồng ý kiến với nhau về nhiều khoản, về nhiều điều, người này người kia không đồng với nhau. Nhưng mà hiện tại tôi thấy là cái ban mà ban kinh nghiệm mà tổ chức bầu cử đó, nó lại không đồng ý nhiều đến với một bên là liên danh ứng cử. Cái ban mà ban kinh nghiệm nhất á, hiện tại ở đây có những cái rất không đồng ý với cộng đồng của ông Sơn bây giờ là một phần của liên danh ứng cử. Cho nên trước mắt chúng ta không thể lập ban bầu cử tại đây được, mà chúng ta phải lập ban vận động bầu cử trước. Quý vị tham gia sinh hoạt cộng đồng vô đây rồi mới thấy, mới hiểu ý từng người trong cộng đồng, và sâu sắc như vậy để mà phân tách ra được nên làm cái gì. Nếu bây giờ thành lập ban đại diện cộng đồng bây giờ
thì ban đại diện cộng đồng bây giờ có rất nhiều kinh nghiệm rất là giỏi giang, nhưng mà ngược lại không đồng ý với một bên của ứng cử viên. Bởi vậy xin quý vị hãy nhớ lời của anh Hiến, dục tốc bất đạt, xin nhường lại một tháng hoặc là ba tuần hoặc là một tháng để ban đại diện, ban vận động bầu, vận động lập ban bầu cử, thành lập có như vậy thì mới bầu cử được khách quan. Cảm ơn quý vị. Dạ. Thôi cảm ơn, đến giờ trừ hết giờ rồi xin. Ok. À, thưa quý vị, cái câu dục tốc bất đạt của anh Lê Nguyên rất là hay, và cái đó cũng áp dụng cho cái cuộc mà bầu cử khoáng đại ngày hôm nay trong vòng 2 tuần lễ của ban anh trưởng. Và thưa quý vị, thấy Hằng nghĩ là cái ban bầu cử chúng ta đã thành lập 2 lần hơn nửa năm về trước, rồi của bác sĩ Luyện cũng bỏ, rồi của đợt sau này của anh Phúc cũng bỏ, và bây giờ chúng ta lại lập một cái ban vận động nữa. Thằng không biết là nó sẽ đến bao giờ. Những người lúc nãy anh chỉ có một số đông gấp đôi ở đây, anh đã có thể lập được một cái buổi để bầu cử ban đại diện cộng đồng. Thế thì bao nhiêu người ở đây là những người tâm huyết, có lòng với cộng đồng, họ có thể làm được. Tại vì cái ban bầu cử anh lập ra ngày hôm nay, họ cũng chỉ gấp đôi ngày hôm nay thôi. Trong khi cái ban bầu cử nó không quan trọng bằng cái cuộc bầu cử, mà anh bảo rằng số người này không đủ để làm cái ban bầu cử thì cái đó không đúng. Vâng, trước khi mà anh Cường có ý kiến, tôi đề nghị đây là ý kiến chót của ông Cường, và tôi trả lời cho cái câu nói của chuyện của cô Thái Hằng. Cái nó như thế này, cái vấn đề đó là nếu bây giờ đó chúng ta không lập cái ban vận động đó, thực sự ra đó tôi thấy rằng là cái điều mà quý vị nói này nói kia đủ thứ hết, nó lung tung hết. Chúng tôi sở dĩ lập cái ban bầu cử ngày hôm nay và chúng tôi muốn đi đến ban bầu cử, quý vị biết rằng là chúng tôi đó nói chuyện cùng với những người tranh cử là ban liên danh 2. Chúng tôi không muốn ngồi tiếp tục nữa, và nếu chúng tôi cứ ngồi tiếp tục, quý vị làm gì chúng tôi giống như ông Thiên. Cho nên chúng tôi muốn tổ chức như vậy, và sở dĩ chúng tôi khi bầu cử như vậy đó, chúng tôi nói cho quý vị này, khi chúng tôi bầu cử như vậy và nó gấp rút như thế, mọi người mới thấy rằng là cái cộng đồng này nó cần phải ngồi xuống để mà chúng ta bầu cử cho nó chính đáng. Cho nên tất cả đồng bào đã đến đây với một số rất đông, lúc đó chúng ta không làm, lúc đó chúng ta để, bây giờ bao nhiêu người đi về, bây giờ chúng ta bầu, thì tôi hỏi quý vị nó có đúng không, và nó cũng có dục tốc bất đạt không? Cho nên á, cái điều đó, cái ý kiến của ông Hiến không phải là người ở trong ban đại diện của chúng tôi, mà của một người ban đại diện cộng đồng bên cạnh, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng sát cánh với cộng đồng của chúng ta ở đây. Cho nên á, cái điều đó tôi nghĩ rằng là nếu quý vị làm, chuyện đó là chuyện của quý vị. Tôi xin chấm hết. Kính thưa ban chủ tọa, kính thưa tất cả, thưa đô đốc, thưa tất cả anh chị em đã có mặt hôm nay, thì tôi cũng rất là cảm ơn cái cộng đồng vừa rồi đã làm tiếp nối những cái công việc đó. Tuy nhiên cũng cảm ơn anh Sâm Hồ cũng đã ra một liên danh thêm nữa, thì tất cả ai cũng ra phục vụ cộng đồng cả. Nhưng mà cái điều tôi mong muốn đó là khi mà đã ra cộng đồng rồi đó, thì mình phải làm một cái gì đó cho nó hợp lý thì thôi, về trên vấn đề pháp lý. Thì tôi cũng đề nghị rằng là xin lưu nhiệm kỳ ban đại diện cộng đồng trong hai mấy tháng đó, thì ngay từ bây giờ bầu ra một cái ban ban bầu cử mà đồng thời bầu ra một kỳ ban thư ký và thư ký luôn. Ngay từ bây giờ ai có thể góp tiền, góp bạc đưa tới cho ban thủ quỹ để ban thủ quỹ có điều kiện để mà vận động. Có hai cách: vận động trên đài, vận động bằng cá nhân. Vận động trên đài thì dễ hơn, thì rộng rãi hơn,
thì ví dụ như bây giờ tốn trăm bạc hay là mấy chứ đó, thì một lần hai lần như đó thì trên đài họ phát biểu ra thì rất là rộng rãi, ai cũng nghe cả đó. Thì đồng thời hôm nay hai liên danh tới, nhưng mà tôi cũng hỏi một câu là tôi không thấy cái ban giám sát mà để cho đồng bào họ bầu cử, để cho bầu phải có cái ban giám sát, ban giám sát phải có trong cái ban phải để cho dân bầu cử. Đó là cái đề nghị của tôi, là ngay từ bây giờ lập ra một cái ban thủ quỹ để tất cả mọi người ai có thể có tinh thần đóng góp ngay từ bây giờ, thì để tiền đó lên lên mượn trên đài để mà thông báo vận động. Một mặt á, thì các nhân sĩ hay là tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta, ai biết quen biết ai đó có khả năng mời họ ra để ứng cử. Dạ, đó là ý của tôi. Dạ, thưa cảm ơn anh. Tôi xin thưa với quý vị thế này này, làm việc đó thưa quý vị nó có cái nguyên tắc của nó, cũng như ban đại diện cộng đồng họ làm việc đó họ có cái giấy phép của tiểu bang hoặc là của liên bang. Thì cái vấn đề thành lập cái ban bầu cử hoặc là cái ban vận động bầu cử là của cái ban đại diện cộng đồng, họ vì họ chưa giải nhiệm á, ban đại diện chưa giải nhiệm, ban đại diện cộng đồng chưa giải nhiệm. Thưa quý vị, vì vậy ban đại diện cộng đồng nên đứng ra thành lập một cái ban vận động bầu cử, rồi khi đó chúng ta có cái ban bầu cử rồi đó, thì cái ban bầu cử thành lập bầu ban cộng đồng, và khi có cộng đồng rồi thì ban đại diện cộng đồng giải nhiệm. Xin cảm ơn. Dạ, mời cô Lượng. Dạ, ông Nghiệp. Tôi nghĩ rằng là tiến trình chúng ta là còn 10 phút nữa, 10 phút phải không có cái sự quyền là liên lụy trong đó, tại vì nếu mà chúng ta có ban bầu cử mà quyết định bởi cái hội đồng khoáng đại thì là cái sự trung lập nó có thể được uy tín hơn. Ý kiến của anh Nghiệp là của Nhật cuối cùng. Dạ. Ít giờ và thức cấm. Tôi đồng ý với ý kiến của anh Hiến là chúng ta nên thành lập cái ban vận động bầu cử. Ban vận động bầu cử là làm cái việc gì? Thứ nhất là vận động các liên danh ra ứng cử. Vận động gì nữa? Vận động cử tri ghi danh bầu cử. Vận động gì nữa? Vận động tài chánh nhờ mấy cái giống như luật sư Quế chẳng hạn cho ra 50.000 để mà cái ban đó họ làm việc. Khi nào có đầy đủ những liên danh ứng cử, danh sách cử tri và một số tiền có thể tổ chức được ban bầu cử, chúng bây giờ cái ban vận động bầu cử đó sẽ thành lập một cái ban bầu cử. Ban bầu cử gồm có những gì, làm việc gì? Ban bầu cử đó là những cái ban ấn lót phiếu bầu, kiểm soát phiếu bầu, chi thu tất cả, gồm có ban tại thủ quỹ hay là ban truyền thông, tổ chức những cái cuộc debate giữa các cái liên danh với nhau và tổ chức những cái cuộc này cái kia lên đó. Thì là lúc bây giờ cái ban bây giờ xin đại hội khoáng đại bầu cử cho một số người trong cái ban vận động bầu cử. Xin hết. Cô Lưu Mai ạ. Cô Lưu Mai có nói chuyện chưa? Cô Lưu Mai. Rất tiếc là ban tổ chức đã cho biết là hết giờ. Dạ, chưa hết giờ. Dạ. Hết giờ rồi cô. Cảm ơn. Phải trả tới hội trường. Thưa quý vị, không phải là không để cho quý vị phát biểu ý kiến, vì cái cộng đồng này ai cũng có quyền có ý kiến hết, nhưng mà vì cái hội trường phải bị trả lại cho đúng giờ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Bầu ủy ban vận động, bầu ủy ban vận động. Tôi phải dọn dẹp. Thôi bây giờ không nói nữa. Cảm ơn anh. Không, bây giờ không có này thì nói. Xin hỏi câu hỏi là ông Nghiệp mới đề nghị chúng ta trong hội đồng khoáng đại bầu ban vận động bầu cử, chúng ta có nên quyết định bây giờ không ạ? Tôi xin chào tất cả mọi người.
Dạ xin chào tất cả mọi người, để khỏi khách sáo tôi vào đề ngay nha. Là như thế này, tôi nghe từ nãy giờ tôi bực bội quá, thành ra tôi rất là khó chịu, mà tôi lên tôi cứ xin nói mà cứ bị cản hoài. Thì bây giờ như vậy, tôi thấy là tất cả mọi người còn ngồi ở đây đó, tức là người ta có nhiệt tâm, nhiệt tình với mình, cho nên người ta mới ngồi lại. Thì bây giờ tại sao không biểu quyết? Biểu quyết để thành lập ban bầu cử hiện giờ để nó khỏi mất thì giờ. Còn chờ đợi ban vận động nữa thì nó kéo dài lê thê. Tôi sinh hoạt cộng đồng rất là nhiều với ba ông này, tôi rất là rõ. Xin phép nghe tiếp. Cái ngày mà ông Phúc từ chức trưởng ban vận động, trưởng ban cộng đồng. Xin cô đi vào vấn đề luôn đi. Được rồi, nếu mà cứ nói làm nhằng chúng tôi hết giờ, chúng tôi cúp là bởi vì không còn thì giờ. Chúng tôi phải trả hội trường này sao? Thì như vậy, cái ý tôi như vậy thì bây giờ yêu cầu mọi người ở đây biểu quyết thành lập ban bầu cử hiện giờ. Và cái người tôi xin bầu ra, như anh Khanh hồi nãy nói là ban bầu cử hồi nãy anh nói như thế nào đó, thì bây giờ sẵn đây tôi biết anh Nghiệp ngày xưa anh cũng là rành rẽ về cái chuyện bầu cử, tôi là người bầu ổng. Anh không muốn tôi nói nữa thôi tôi trả cho anh. Ok, trả mãi. Rồi, rồi, rồi. Thưa quý vị, theo thông báo là buổi họp này từ 2 giờ đến 5 giờ. Và như quý vị đã thấy, sau khi bà Lưu Mai đề nghị biểu quyết thành lập ban bầu cử, ông Nguyễn Công Khanh quay sang anh phụ trách âm thanh nói gì đó. Khi bà Lưu Mai vừa dứt lời, ông Khanh nói hết giờ và khua tay ra dấu cho ban âm thanh tắt micro. Và âm thanh đã bị ngắt ngay sau đó. Một số người lên tiếng rằng còn 10 phút nữa mới hết giờ, nhưng ông Nguyễn Công Khanh đã viện lý do phải quét dọn để trả hội trường. Mỹ Lợi tường thuật từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị. Yêu cầu mọi người ở đây biểu quyết thành lập ban bầu cử hiện giờ. Và cái người tôi xin bầu ra, như anh Khanh hồi nãy nói là ban bầu cử hồi nãy anh nói như thế nào đó, thì bây giờ sẵn đây tôi biết anh Nghiệp ngày xưa anh cũng là rành rẽ về cái chuyện bầu cử, tôi là người bầu ổng. Anh không muốn tôi nói nữa thôi tôi trả cho anh. Ok, trả mãi. Rồi, 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 hết. Dạ. Chờ ý kiến của Nghiệp nói là bầu ban vận động. Thôi, không có nói nữa, hết giờ rồi. Tôi phải dọn dẹp chứ. Cảm ơn tất cả. Chúng ta đã tập trung nào.